Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tót truyện hay nghe mê say. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần tiếp theo bộ truyện Vợ yêu của đại tổng tài. Câu chuyện tiếp tục như thế nào, mời các bạn cùng lắng nghe. Từ Ích Nguyên liếc nhìn dáng vẻ yên lặng của Trì Ngữ Mặc, nhìn thấy giọt nước mắt của cô, trong lòng ẩn ẩn có chút đau lòng. Cô không phải là một người tùy tiện yêu đương, khi còn ở trong đại học có bao nhiêu phú nhị đại theo đuổi cô, cô trước giờ không hề động lòng, kiên cường đi làm thêm độc lập kiếm tiền đóng học thành tích trên khoa cũng là xếp hạng nhất hạng nhì anh muốn được chăm sóc tốt cho cô Trì ngữ mặc từ ít nguyên gọi Trì ngữ mặc đáp một tiếng mơ hồ nhìn về phía anh dáng vẻ đáng thương em có phải lại gây chuyện rồi không em uống say rồi sẽ nói lung tung không quản em nói cái gì đều không cần phải coi là thật không có anh bế em vào trong phòng nghỉ ngơi một chút từ ít nguyên bế trì ngữ mặc dậy chỉ ngửa mặt tiện tay ôm ra sau cổ anh bạn họ nói anh lật ngược tình thế rồi thực tế sớm đã nằm trong kế hoạch của anh rồi đúng không anh lúc đầu cùng với người đàn ông đó khi ở trong phòng đàm phán đã tính đến hôm nay anh chỉ là đợi con mồi mắc câu em cũng được tính là con mồi của anh phải không từ ít nguyên chắc chắn cô ấy nhận nhầm người rồi cô hôm nay uống quá nhiều em uống say rồi nghỉ ngơi đi anh chút nữa sẽ đi mua thuốc giải rượu cho em từ ít nguyên nói đi về phía căn phòng. Thực tế, anh chính là một thợ săn, vĩnh viễn bố trí cạm bẫy, tóm bắt con mồi, nhưng em không thích thợ săn, bởi vì thợ săn sẽ không chỉ có một con mồi. Trì ngữ mặt nở nụ cười đau khổ. Nếu như ông trời lại cho em một cơ hội nữa, em nhất định sẽ cách anh thật xa, em sẽ không chọc đến anh nữa. Từ ít nguyên nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Bây giờ rời xa lôi đỉnh lệ cũng là vẫn còn kịp anh ta vẫn gì với em không phải là người cùng một thế giới về sau sẽ tốt thôi ừ. trì ngữ mặc cười nhẹ một tiếng nước mắt lan xuống xì xịt mũi nhắm nghiền đôi mắt thực tế đã không còn kịp nữa nếu như lô đỉnh lệ không xuất hiện trong lòng của cô vẫn còn yêu tống nghị nam cùng với tống nghị nam giải quyết hiểu lầm cô vẫn là cơ thể trong trắng thuần khiết vậy thì có thể ở bên cạnh tống nghị nam rồi nhưng đến hôm nay cô đã không còn xứng với tống nghị nam nữa con tim cũng không thể quay về vị trí vốn dĩ ban đầu. Cô không biết khi nào có thể bước ra khỏi ám ảnh, nhưng bây giờ thì không thể. Từ ích nguyên đi ra ngoài, tiện tay đóng cánh cửa lại. Tên tiểu tử nhà ngươi, bắt nạt bạn gái cho phải không? Xem ra rất không có cảm giác an toàn. Bạn gái xinh đẹp nhiều này kiếm ở đâu vậy? Đồng nghiệp của từ ích nguyên của trách. Tôi nếu như có người bạn gái xinh đẹp thế này mới không đỡ bắt nạt đó tôi phải nương chiều cô ấy để không còn nhìn sang người đàn ông khác từ ích nguyên nói một cách đùa cợt cô ấy thật sự không phải là bạn gái của sư phụ sao nữ học đồ của từ ích nguyên hỏi không nhìn ra tôi đang nỗ lực sao có cách nào hay đều chỉ cho tôi đi đợi tôi và cô ấy tu thành chính quả nhất định không quên ân tình này từ ích nguyên nửa thật nửa giả nói nữ học đồ của từ ích nguyên có chút thất vọng nếu không thì gạo nấu thành cơm đi có người kiến nghị nói Tính cách của cô ấy nhìn thì có vẻ yếu đuối mềm dịu, nhưng mà rất quyết liệt, cô ấy còn là luật sư, tương lai sẽ là một vị luật sư rất xuất chúng. Từ ích nguyên nở nụ cười rất tự hào. Từ ích nguyên, cậu hết cứu rồi. Nếu như thuốc độc là cô ấy, vậy thì tớ từ bỏ điều trị. Từ ích nguyên cười nói, đổi lại là ánh mắt trợn ngược lên của mọi người. Đủ rồi đó, tớ nhìn cậu đã thành người miễn dịch với thuốc rồi. Anh em, đi, đừng làm phiền thế giới của hai người bạn họ nữa. Có người nói, đám người sau khi rượu đủ cơm no rồi quay trở về. Trịnh Phong dướn đầu ra nhìn, chi tiết nhận diện, phát hiện không có trình ngữ mặc. Sau khi đám người đó đi rồi, từ ích nguyên cũng đi vào trong nhà luôn. Trịnh Phong đầu hỗn não quỷ tiến vào trong hoa viên nhà người ta, nhìn về phía cửa sổ nhà người ta. Từ ích nguyên đang thu dọn mặt bàn, nhìn không thấy bóng dáng của trì ngữ mặc. Chẳng lẽ trì ngữ mặc ở trong bếp sao? Anh cảm thấy bản thân thế này khá hẹn hạ. Bạn gái trước của nhị ca cùng người đàn ông khác hẹn hò cũng là bình thường mà thôi. Anh lại giống như là đang đi bắt gian vậy, chỉ sợ chị sâu bị lợi dụng. Trái tim tan vỡ như thế này của anh, nhị ca có biết không? Trình Phong nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho Lý Hạo. Cậu biết số điện thoại của Trình Ngữ Mạc không? Trình Phong hỏi trực tiếp luôn. Lý Hạo phòng bị, trong ấn tượng của anh, Trình Phong chính là công tử đào hoa. Anh tìm Trình Ngữ Mạc có chuyện gì không? Cậu có không? Không có, anh phải hỏi lôi tổng ấy. Lý Hạo nói xong dập luôn máy Trịnh Phong nhìn thấy Tự Ích Nguyên đi ra vứt xác Nhanh chóng nấp đi Điện thoại reo lên triệt tiện Trịnh Phong hoảng loạn nhấc máy Tự Ích Nguyên phát hiện Trịnh Phong Đang ẩn nấp phía sau cây Rất là ngạc nhiên Trịnh Phong rất ngượng ngùng từ sau cây bước ra Tôi vừa mới nhìn thấy một con trồn Chạy vào trong hoa viên nhà cậu Mới đuổi theo vào trong Vừa hay nhìn thấy cậu muốn đi ra ngoài Tôi cảm thấy đột nhiên vào khuôn viên nhà người khác rất không lịch sự, vì vậy mới nắp đi, Xin lỗi, bây giờ tôi đi đây. Từ ít nguyên cười nhẹ. Muốn uống một ly không? À à, được, được. Trình Phong lập tức đáp lời, cầu mà không được ấy chứ. Đợi chút. Từ ích nguyên vứt bỏ bao rác, mở cánh cửa ra, dẫn Trình Phong vào trong. Thức ăn trên bàn vẫn chưa dọn, vẫn có rất nhiều trương nướng. Từ ít nguyên mở lại bếp điện, lấy ra hai ly mới, một ly cho anh ấy, một ly cho bản thân. Chúng ta hồi nhỏ thường xuyên cùng chơi đùa, tôi ở khu nhà 88 sau đó cậu ra nước ngoài rồi vì vậy không liên lạc nữa cậu có thể không nhớ nữa Trình Phong mở miệng giải thích tôi nhớ chứ anh là ngũ ca của Thư Lưu Nguyệt bạn tốt của Lô Đình Lệ Tứ Ích Nguyên cười nhẹ nhàng nói đưa cho Trình Phong một xiên sườn à à à đúng rồi Trình Phong nhận xiên sườn từ trong tay của Tứ Ích Nguyên nhìn về phía nhà bếp trong bếp không có người anh ngạc nhiên nói Trình ở mặt đâu tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy vào mà cô ấy uống say rượu rồi đang ngủ ở trong phòng của tôi trịnh phong trợn trừng con mắt lên hai người các cậu tiến triển nhanh như vậy à cô ấy là bạn gái của nhị ca tôi con người nhị ca tôi không dễ gây sự Từ ích nguyên rất thản nhiên uống một ngụm rượu anh ta không phải đang quen với úc tăng lan sao ờ à, trịnh phong không có lời để đáp lại vừa hay chuông điện thoại reo lên anh nhìn thấy là của lô đình lệ thì ra cú điện thoại lúc trước cũng là của lô đình lệ gọi cho anh anh lập tức nhấc máy. Nhị ca, chị ngữ mặt bây giờ đang ở đâu? Lôi đỉnh lệ hỏi thẳng thừng. Cái đó đang ở... Trình Phong ngập ngừng, nhìn về phía Tử Ích Nguyên, ngay ở trước mặt người ta mách lẻo, trong lòng anh ớn lạnh. Tử Ích Nguyên giật lấy điện thoại của Trình Phong, rất ôn hòa nói. Trình Ngữ mặt đang ở chỗ tôi, phòng 103, khu nhà 60 công viên Hoàng gia. Cô ấy uống say rồi, hiện đang ngủ trong phòng. Trong nửa tiếng nữa tôi đến, Lương đỉnh Lệ dập điện thoại Tăng tốc xe thêm nữa Nhị ca của tôi nói gì vậy Trình Phong hỏi Anh ta đến trong nửa tiếng nữa Anh trả lại điện thoại cho Trình Phong Trình Phong kinh ngạc rồi Sau tiếng đồng hồ trước Nhị ca vẫn đang ở nước ngoài Nếu nói nhị ca không thích trình ngữ Mặc, Đánh chết anh cũng không tin Cậu Trình Phong không hiểu chuyện gì nhìn thẳng Tử ích nguyên Không phải là bạn trai của trình ngữ Mặc à Tử ích nguyên cười lớn Nói chính xác hơn là học trưởng À, vậy thì tôi yên tâm rồi. Trình Phong cười khăn, nâng ly lên chạm ly với Tử Ích Nguyên, uống hết rượu trong ly luôn. Yên tâm, tại sao? Tử Ích Nguyên mím môi hỏi. Tình khí của nhị ca tôi âm u không định, anh ta nhìn ai không vừa ý, người đó sẽ bị xui xẻo. Cậu là người thân của Lưu Nguyệt, tôi cũng không muốn cậu bị tổn thương. Trình Phong khéo léo nói hai câu. Tử Ích Nguyên đặt chiếc ly xuống. Trước đây nghe nói Lưu Đình Lệ không gần nữ sắc, bây giờ anh ta có bạn gái rồi, Trình ngữ mặc đối với anh ta mà nói là cái gì? Tôi cũng không biết, nhị ca tôi trước đây vẫn còn đang theo đuổi trình ngữ mặc mà gặp khó khăn, từng hỏi tôi cần phải làm như thế nào, nhưng mà đột nhiên lại đổi một người bạn gái, không biết tại vì sao. Trình Phong nhún vai cũng không hiểu nổi. Gần đây Lô Đình Lệ gặp phải vấn đề rắc rối gì rồi sao? Từ ích nguyên đoán mò hỏi, vấn đề á, làm sao có thể, nhị ca tôi lúc trước thu mua một công ty mỹ phẩm, trong một năm có thể kiếm được mấy tỷ, và lại còn là duy trì lâu dài, kiếm được tiền của anh ta nhiều đến mấy chục đời đều không thể dùng hết anh ta sẽ có vấn đề gì chứ tất cả đều trong tầm tay khống chế của nhị ca tôi được chứ hả trình phong đắc ý nói là như vậy à từ ích nguyên nhếch mép cười cười anh tin tưởng Trình ngữ mặc sẽ biết được lựa chọn chính xác cô không phải là người con gái hàm xanh hoa phú quý anh không nói thêm gì nướng xong cánh gà cho trình phong anh nếm thử cái này đi so với trong tiệm nướng còn ngon hơn cậu thật lợi hại còn biết nấu ăn kinh doanh của bố mẹ cậu ở Mỹ làm khá ổn. Tôi khá là hiếu kỳ. Cậu tại sao lại lựa chọn một mình quay về nước phát triển vậy? Trình Phong cắn cánh gà, hương vị thật sự rất ngon. Khi còn ở Mỹ, họ bận rộn kinh doanh, một năm hoặc lâu hơn đều không về nhà một lần. So với ở lại bên đó, mỗi ngày mang theo hy vọng đến thất vọng, không bằng bản thân hoàn toàn độc lập, cảm thấy bây giờ khá ổn, sống càng thêm vui vẻ và tự do. Đợi tôi có con cái, tôi vẫn sẽ giống như bây giờ, mỗi ngày đều ở trong nhà, ở bên cạnh vợ, con trai và con gái, từ ít nguyên cười nói Bố mẹ cậu hình như chỉ có cậu là một người con mà Có thể lắm Từ Ích nguyên vô tư nói Anh còn muốn ăn cái gì tôi nướng cho anh Con vịt nướng đó cũng không tồi Tôi làm mì sợi, chút nữa nấu cho anh một bát Được đó, còn rượu không? Rót cho tôi một chút Trình Phong cũng không khách sáo nói Từ ít nguyên hào phóng rót thêm cho anh một ly nữa Bên ngoài truyền đến tiếng phanh gấp của xe ô tô Không phải chứ Nhị ca của tôi là tên lửa Đến nhanh vậy sao, Trình Phong vô cùng ngạc nhiên đứng dậy ra mở cửa. Quả nhiên là lôi đình lệ. Anh đóng mạnh cánh cửa xe, bao phủ toàn thân khí âm u, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng quét qua mặt của Trình Phong. À, nhị ca, Trình ngữ mặc ngủ ở trong phòng rồi. Trình Phong nhẹ nhàng giải thích. Lôi đỉnh lệ tiến thẳng hướng vào phía trong, từ ít nguyên chặn trước mặt anh. Nếu như anh thật lòng với cô ấy thì đưa cô ấy đi. Nếu như anh chỉ là chơi đùa, cô ấy không phải là người con gái anh có thể đùa cợt. Tôi muốn bảo vệ cô ấy bảo vệ sao để một cô gái say rượu ở trong nhà đây là bảo vệ sao cậu là ai mà bảo vệ lơ đỉnh lệ đôi mắt đỏ ngầu nói ngập tràn sát khí cô ấy không phải là người con gái tùy tiện nếu như anh không có cách nào hứa hẹn đến già thì đừng làm chuyện gây tổn thương cô ấy từ ích nguyên lại nói thêm lơ đỉnh lệ nhếch mép càng thêm sự lạnh lùng u tối đi thẳng về phía trước nghe nói anh có bạn gái rồi người con gái đó còn là con gái của phó tổng thống từ ích nguyên nhắc nhở tôi sẽ không lấy cô ta Lôi đình lệ kiên định nói Thẳng người lướt qua anh ta Đẩy bỏ cánh cửa phòng Trì ngữ mặc nằm trên giường Ngủ không chút điểm tĩnh nào Một chân để trong chăn Một chân để bên ngoài Ánh mắt lôi đình lệ sắc bén một chút Tiến vào trong bế cô lên Từ ích nguyên vẫn muốn nói cái gì Trình phong tay lôi từ ích nguyên lại cười nói Cậu nướng cho tôi vịt quay sắp cháy rồi Cậu nhìn kìa Trì ngữ mặc vô dĩ ở trong nhà nhị ca tôi Anh ấy đưa về vừa hay Cái gì Trình ngữ mặc sống ở trong nhà lô đình lệ sao từ Ích Nguyên kinh ngạc. "Đúng vậy, Trình Ngữ ừ Mạc là người làm trong nhà bà nội Nhị ca." Cậu đợi chút, "Tôi mở cửa giúp Nhị ca." Trình Phong đuổi theo, gấp gáp mở cánh cửa ghế phụ lái cho Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ đặt lên ghế ngồi. Cô ấy có chút sắp tỉnh dậy thì thầm nói, "Em muốn ăn cánh gà. Về rồi mua cho em." Lôi Đình Lệ trả lời cô một tiếng, khẩu ngữ có chút khó chịu, bất lực nuông chiều, "Lại anh đều không thể giải thích nổi bị chua." Rõ ràng cô ấy là đang nói mơ Anh vẫn nhịn không nổi trả lời cô Nhẹ nhàng vén mái tóc của cô Chỉ ngữ mặc ngủ không được thoải mái Cả người trườn xuống Gục lên trên ghế ngồi tiếp tục ngủ Trình Phong ngạc nhiên nhìn Lô Đình Lệ Nhị ca, anh bay thẳng về à Việc ở nước ngoài xử lý xong rồi sao Lô Đình Lệ lạnh lùng liếc qua anh Trình Phong dùng bình một cái giơ tay lên Giống như là đầu hàng Em là trung thành mà, nghe dò báo tin là em Đánh vào nội bộ quân địch là em Chút nữa phát hoa hồng cho cậu ở trên wechat nhận lôi đình lệ trầm giọng nói đóng cánh cửa ghế ngồi phụ lái trình phong nở nụ cười anh đã tìm ra quỷ kế rồi quả nhiên nhị ca vẫn là thích chỉ ngữ mặc lôi đình lệ lên ghế lái lái xe rời đi Tử ích nguyên đứng bên cạnh trình phong trong đầu có suy nghĩ nhìn theo chiếc xe rời xa nhị ca tôi đối với chị ngữ mặc bảo bối lắm cậu đừng có chú ý với cô ấy nữa thật đó trình phong nói Tử ích nguyên cười nhẹ quay người rời đi Trình Phong muốn cùng tiến vào Từ ít nguyên đóng cánh cửa mất rồi Chết tiệt cánh vịt của anh Vẫn chỉ mới ăn có một nửa Lơ Đình Lệ không đưa Trình Ngữ Mạc về nhà của Từ Hồng Quá xa xôi Anh đi đến biệt thự ở trong trung tâm thành phố của mình Lái xe về cũng chỉ mất 10 phút Anh xuống xe Sau khi mở cửa nhà xong bế cô lên Mùi rượu ở trên người cô vẫn rất nặng Trước đây anh có bệnh sạch sẽ Sau khi gặp phải cô Bệnh sạch sẽ lại chữa lành rồi anh đặt thẳng cô lên giường của anh, đệm cho cô gối đầu, mở máy lạnh. Trì ngữ mặt có chút mơ mơ hồ hồ, đầu nặng trịch, lật người, chân bắt lên trên chăn của anh, tiếp tục ngủ. Lôi định lệ cao mày, tự mình cởi bỏ dép cho cô. Anh kéo lại chiếc chăn lên, trải rộng ra, đợi nhiệt độ trong phòng xuống thấp rồi, đắp lên trên người của cô. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhanh chóng nhấc máy ra bên ngoài nghe. Định lệ, cậu bây giờ đang ở đâu? Lôi tổng của EJD muốn gặp cậu, đàm phán riêng tư. Thường quân khao hỏi. Tôi về nước rồi, truyền hình với ông ta đi. Kêu ông ta gửi lời mời truyền hình qua đây. Lôi đỉnh lệ chậm giọng nói. Thường xuân khao hết lời luôn, ngừng ba giây tiêu hóa. Hôm nay là ngày đàm phán rất quan trọng, cậu không thông báo cho chúng tôi đã về nước rồi à? Ừ, um, tôi đã đến phòng sách rồi, anh kêu ông ta phát lời mời truyền hình đi. Lôi đỉnh lệ nói xong, cứ thế sập bỏ điện thoại. Không lâu sau, lời mời truyền hình gửi đến, Lâu Đình Lễ nhấc máy. Trong màn hình là một người đàn ông khoảng trên dưới 50 tuổi, mặc bộ đồ màu trắng, đeo vòng hạt Phật, đầu cạo trọc, trầm trầm nói: "Cậu khá lợi hại, dám tính kế tôi." Nhìn dáng vẻ của ông là không muốn đàm phán rồi, tôi ở bên này vừa hay cũng có việc. Lâu Đình Lệ dập máy, chọc đầu gấp rồi. Đừng quên, người của cậu vẫn đang ở chỗ tôi, cậu không muốn họ sống cứ việc dập máy. Lôi Đình Lệ nhếch mép cười, không hoảng không loạn, không có chút e dè. Ông đang uy hiếp tôi à? Vậy thì càng không cần đàm phán rồi. Cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Trọng đầu hoảng rồi, trợn trừng mắt lên, hấp tấp nói. Ông lần này thiệt hại bao nhiêu rồi? Lôi đỉnh lệ hỏi. Tôi thiệt hại bao nhiêu cậu không biết sao, không thể ước lường. Trọng đầu tức giận nói. Nếu như ông muốn đàm phán với tôi, xin hãy chú ý khẩu ngữ và thái độ của mình. Bằng chứng trong tay tôi đủ khiến ông khuynh ra bại sản, ngồi tù cả đời cho ông 5 phút thời gian điều chỉnh lại. Lôi đỉnh lệ lạnh lùng nói xong, cứ thế mà tắt máy, không cho trọc đầu cơ hội. Anh nhắm đôi mắt lại, dựa lên trên ghế, xoay xoay sống mũi. Sau khi anh ngồi máy bay trở về, tiến thẳng đi tìm trì ngữ mặc luôn. Tranh lệch thời gian chưa điều chỉnh lại được, bây giờ đau đầu muốn nứt ra. 3 phút sau, trọng đầu lại lần nữa gửi lời mời truyền thông, thái độ so với lần trước tốt hơn nhiều rồi, hỏi nhẹ nhàng cẩn thận. Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Đội của tôi tính toán, ông lần này thiệt hại 120 triệu tệ, tôi sẽ cho ông Mỹ Nhã quyền đại lý ở trong đất nước của ông. Ông kinh doanh tốt, một năm kiếm 4-500 triệu tệ cũng rất bình thường, thế nào? Lôi Đình Lễ hỏi. Trọng đầu trầm tư một chút, chi phí đại lý bao nhiêu? Không thu phí đại lý, hàng năm rút hoa hồng 20%. Lôi Đình Lệ nói. Cậu rất thông minh, vô cùng vô cùng thông minh. Nếu như tôi không đại lý, mỹ nhã của cậu không thể tiến vào nước của tôi. Đầu trọc nghiến răng nói Mà tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu Làm kinh doanh Đôi bên thắng lợi mới tốt BRM hàng năm đều đang thua lỗ Ông tiếp tục nhãn hàng này Thua lỗ ông không thể lật mình Nếu ông dùng nhãn hàng mỹ nhã này Có thể hoàn lại phản cảm của thị trường đối với ông Chắc chắn sẽ bán tốt hơn so với BRM Kinh doanh tốt mỹ nhã Một năm kiếm 500 triệu Cho dù đưa tôi 100 triệu Ông vẫn có 400 triệu cớ sao không làm Lôi đình lệ phân tích Bình tĩnh điềm đạm nhìn trọc đầu Trọc đầu nắm chặt lấy nắm tay Tôi phải nghĩ đã, phải nghĩ kỹ Tôi không gấp, ông có đủ thời gian có thể đi suy nghĩ Nhưng mà tân mỹ nhã hai tháng sau ra thị trường Ông muộn quyết định một ngày Thì giảm một ngày lợi nhuận Ngoài ra, ông hôm nay phái người đến giám sát Tạm thời ở chỗ tôi Dù gì hợp tác là đôi bên thắng lợi Chỉ cần ông không nghĩ không thông Tôi sẽ không lôi hắn ta ra uy hiếp ông Rõ chưa? Lôi đỉnh lệ nhếch mép cười, thong thả đàm phán trong đầu hoàn toàn ở thế hạ phong, một chút điều kiện của bản thân đều nói không xong. Nếu như tôi động thủ với đoàn luật sư của cậu rồi, sẽ như thế nào? Đầu trọc khỏi, trên thực tế ông đã thỏa hiệp rồi, chỉ muốn hỏi hậu quả. Ông ở quốc gia ông làm uy làm phúc bao nhiêu năm rồi? Người muốn ông đến chỗ chết nhiều như lông Hạc, đừng đầu với chính phủ, ông động thủ càng nhanh chết càng nhanh. Tôi không có hoàn toàn bảo đảm sẽ tiến vào trong quốc gia của các người. Ông hợp tác với tôi, chỉ cần không phạm tội hiếp dâm. Ít ra tôi còn có thể bảo đảm ông một thân bình an Cháu ông cũng 2 tuổi rồi mà Hưởng thụ cuộc sống lại có thu nhập không tồi Vậy mới là lựa chọn chính xác của ông Không phải sao Lôi đỉnh lệ nói rất sâu xa Nghe xong lôi đỉnh lệ nói Đầu trọc sự tức giận bừng bừng lúc ban đầu Đến sau cùng hoàn toàn không có tức giận nữa Đều nói lôi đỉnh lệ lợi hại Ông trước đây vẫn không tin tưởng Sau khi tiếp xúc rõ rồi Đàm phán của cậu ta không phải là đàm phán Hoàn toàn là dồn ép nhưng mà sẽ lại khiến người khác cảm thấy hợp tác với cậu ta đều vinh hạnh. Kiểu này không chỉ là thân thế năng lực, còn có mê lực nhân cách. Tôi biết rồi, cậu kêu luật sư của cậu và tôi ký hợp đồng đi. Tôi cũng kỳ vọng Tân Mỹ Nhã sớm phát hành. trọng đầu nói, tôi sẽ gọi điện thoại cho luật sư của tôi, hợp tác vui vẻ. Lôi đỉnh Lệ nói xong công việc, dập bỏ máy. Anh gọi điện thoại qua cho thưởng quân khao, dặn dò xong, dựa lên trên ghế nghỉ ngơi một hồi, vẫn đau đầu. Anh đến phòng khách ngủ một chút. Trì ngỡ mặt một giấc ngủ đến khi tự tình, ngồi dậy gãi gãi đầu, mơ mơ hồ hồ từ trên giường đứng dậy, đi vào trong phòng vệ sinh, nhìn trên bệ rửa mặt không có bàn chải kem đánh răng của mình, mới nhớ ra hôm qua uống say rồi. Trang phục của cô không thay đổi, kéo lên chút, ngửi ngửi, vừa là mùi thuốc lá vừa là mùi rượu, còn có mùi đồ nướng rất là khó ngửi. Cô cần phải trở về thay đồ trước đã, xúc miệng rửa mặt, tùy ý vuốt vuốt tóc, ra khỏi cửa, sững sờ. Đây hình như không phải là nhà của tứ Ích Nguyên, Cô làm sao cảm thấy giống như nhà của Lôi Đình Lệ vậy? Chẳng lẽ cô hôm qua uống say, một mình chạy đến đây sao? Chết, lại đứt mất ký ức rồi. Điện thoại của cô đâu? Túi sách đâu? Không phải chứ, vẫn vứt ở trong nhà Từ Ích Nguyên sao? Chết tiệt. Trì ngữ mặc phiền não gãi đầu. Không có điện thoại, không thể di chuyển, thật là bất tiện. Tỉnh rồi sao? Từ phía sau lưng truyền đến giọng nói của Lôi Đình Lệ. Cô ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lôi Đình Lệ trong bộ đồ vest thẳng lưng từ trong bếp đi ra. Anh... Trì ngữ mặc chỉ thẳng về phía Lôi Đình Lệ. Anh không phải ra nước ngoài rồi sao? Làm sao lại ở đây? Ra nước ngoài trở về rồi, đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? Lôi Đình Lệ chậm giọng nói, mắt nhìn thẳng vào cô. Tôi... Trì ngữ mặc lại chỉ về bản thân, cố gắng nỗ lực nghĩ về chuyện xảy ra lúc trước, nhưng mà trong đầu giống như là bị chặn lại vậy. Cô làm thế nào đều nhớ không nổi, trong lòng ánh náy nở nụ cười Tôi hôm qua uống say rồi Không làm chuyện gì không nên làm chứ Lôi đỉnh lệ mắt lạnh Cô cũng biết uống say thì sẽ làm chuyện không nên làm à Ờ à... Vì vậy cô thật sự làm rồi Giải thích sự xin lỗi Tôi và đám bạn ăn uống, uống vui quá Xin lỗi, tôi về sau uống say rồi Tuyệt đối sẽ không đến làm phiền ngài nữa, tôi bảo đảm chỉ ngưỡng mặt giơ tay lên mặt Vô cùng thành thật Lôi đỉnh lệ nhìn cô nói giống như là thật vậy Sắc mặt càng thêm tăm tối hơn tôi nhớ cô là người giúp việc ở nhà từ hồng đúng không cô không đi công tác không đi tăng ca đi chờ ở bên ngoài từ hồng đồng ý rồi chứ còn nữa nữ giúp việc có thể uống say sao cô nhận tiền lương của bà ấy thì tùy ý bừa bãi à Trì Ngữ mặc cũng cảm thấy rất xin lỗi cô nhận tiền của lão thái thái nói là làm nữ giúp việc nhưng không lao động qua mấy ngày vốn dĩ cũng luôn ái ngại tôi mùng năm tháng sau thì sẽ nhận tiền lương rồi có mười mấy vạn tệ cơ tôi muốn hoàn trả tiền cho bà nội rồi tôi cũng sẽ dọn ra ngoài Anh đừng cáo giận nữa Trì ngữ mặt nhẹ nhàng nói Lô Đình Lệ nhìn điệu bộ cẩn thận của cô Nói rất thành khẩn Dọn ra ngoài từ giờ trở đi Rời xa thế giới của anh đúng không Cô ấy đúng thật là buông tay thoải mái Trước giờ anh luôn khống chế cảm xúc khá tốt Nhưng bây giờ anh có cảm giác Khó lòng tiết chế được cảm xúc Trì ngữ mặt nhìn Lô Đình Lệ lạnh tanh Bước về phòng Cô cũng không muốn tiếp tục ăn không ngồi rồi ở nhà lão thái thái nữa, nhưng đã ký hợp đồng rồi nên cần phải có được sự đồng ý của lão thái thái. Chỉ là lão thái thái hình như sẽ không đồng ý với điều này. Cô cũng thấy rất ngại, không muốn lấy không tiền của ai, đợi khi nào có lương cô sẽ mua quà cho bà, một món quà có giá trị ngang với 7 vạn, như vậy cô có thể yên lòng rồi. Trì ngữ mạc quay người đi ra khỏi nhà lô đình lệ, giúp anh đóng cửa lại. Xin lỗi nhé, sau này nhất định tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa. Trì ngữ mặc nói với cánh cửa Cô cũng không hiểu sao Bản thân sau khi uống say lại chạy đến đây Là do cô vẫn không cam tâm sao Hôm qua chắc là vì cô đã nói Những lời không nên nói Cho nên đô đỉnh lệ trông mới tức giận như vậy Cô thở một hơi dài Tự nhủ sẽ không bao giờ uống say nữa Có uống cũng tuyệt đối sẽ không đến tìm anh Cô bắt taxi đến tòa nhà số 60 Của Hoàng gia công viên Bác Tài đợi chút Chỉ ngữ mà gõ cửa nhà từ ít nguyên Với hy vọng rằng anh có nhà nếu không thì cô chẳng còn tiền mà trả cho taxi nữa. Từ ít nguyên mở cửa, anh thấy được dáng vẻ tội nghiệp của Trì Ngữ Mặc. Túi sách của em có để quên ở chỗ anh không? Trì Ngữ Mặc hy vọng. Từ ít nguyên cười thầm gật đầu. Anh còn đang nghĩ xem nên trả cho em như thế nào bây giờ. Tuyệt quá. Trì Ngữ Mặc vui mừng bước theo anh vào phòng. Cô nhìn thấy túi sách của mình trên sofa. Cô lập tức sách lên toan ra về. Từ ít nguyên nằm lấy cánh tay cô. Đã đến rồi thì ăn sáng xong hãng đi, Em vẫn chưa đánh răng, chưa thay quần áo Trì ngữ mặc giải thích Nhà anh có bàn chải dùng một lần Đợi khi nào ăn xong anh sẽ trở về Trì ngỡ mặc nhớ ra còn chuyện cần hỏi anh Bèn gật gật đầu Em đi trả tiền taxi đã Cô xách túi theo đi trả tiền rồi quay lại Túy ít nguyên đưa cho cô chiếc bàn chải Cô vui vẻ đón lấy Rồi vào nhà tắm đánh răng xong trở ra Lúc này Túy ích nguyên đã chuẩn bị Đồ ăn sáng trên bàn Trì ngữ mặc kinh ngạc Cháo thịt với trứng mặn là anh làm sao Ừ, cháo này nấu gần 2 giờ đồng hồ, em nếm xem xem, anh còn làm bánh trứng nữa, em đợi một lát nhé, anh đi làm thêm cái nữa." Từ Ích Nguyên mỉm cười nói với cô. Trì Ngữ Mạc thật sự thấy Từ Ích Nguyên là một người đàn ông của gia đình, những người như anh đã tuyệt chủng rồi, ai mà được gả cho anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cô nếm thử một ngụm cháo. "Đúng là ngon thật đấy, còn ngon hơn em mua ở tiệm nữa, lần trước em có làm cháo gà còn thua xa với cháo của anh nấu." thích thì ăn lát nữa mang theo một ít buổi trưa nguội rồi ăn càng ngon cháo này thích hợp để làm cơm trưa mùa hè lắm đấy em mang đi thì làm sao anh đủ ăn anh nấu nhiều lắm trì ngữ mặc đi vào phòng bếp xem anh làm đúng là có nấu một nồi cháo lớn sao anh nấu nhiều vậy anh không thích ăn đồ ăn ở canteen. bình thường anh sẽ đem đôi cháo này đến sân viện ai muốn ăn thì đến múc cho nên anh hay nấu rất nhiều từ ích nguyên giải thích rồi đập trứng gà vào chảo chống dính trì ngữ mặc thật sự thấy từ ích nguyên rất tốt anh giúp cô cũng không mong báo đáp tính tình lại điềm đạm như vậy cô cũng giống như anh cho đi không mong nhận lại thì sẽ không ấm ức không buồn tủi ngày nào cũng sống rất thoải mái vui vẻ thay vì em đem đi thành quả của anh chi bằng anh dạy cho em phương thức lần tới em mời anh tới ăn thì còn có thể tự làm cho anh ăn cơm anh nấu cũng ngon tuyệt cú mèo đấy trì ngữ mà cười nói được thôi khi nào em rảnh rỗi cứ gọi cho anh đúng rồi hôm qua em đi siêu thị tiêu hết bao nhiêu anh vẫn chưa đưa trả em từ Ích Nguyên đổ món bánh kẹp trứng vừa làm xong ra đĩa. Không cần đâu, anh đã giúp em nhiều vậy rồi. Chuyện nào ra chuyện đó. Lần này anh mời, lần sau em mời. Bao nhiêu? Từ Ích Nguyên hỏi. Lần này em mua đồ, anh nấu nướng để mời bạn anh. Lần sau anh mua đồ để em nấu mời bạn của em. Cứ như vậy thôi nhé. Trì ngỡ mặt tươi tỉnh cười đùa, rồi quay người lại tiếp tục ăn sáng. Từ Ích Nguyên cũng mỉm cười. Đây có phải là một lời mời cho cuộc hẹn lần sau không? Đúng rồi, có chuyện này, hôm qua em không nói năng linh tinh gì chứ?" Trì Ngữ Mặc quay sang chuyện chính. "Em nói Lô Đình Lệ là một thợ săn, chỉ cần là một con mồi sẽ không thoát khỏi tầm ngắm của anh ta, rằng em không thích thợ săn." "Ôi, em nói như vậy à?" Trì Ngữ Mặc cảm thấy ngại. "Em còn nói nếu cho em một cơ hội nữa, em sẽ không dây dưa với Lô Đình Lệ." Từ Ích Nguyên lại nói. Trì Ngữ Mặc hơi khựng lại, viền mắt cô ửng đỏ. Người say luôn nói thật, hóa ra là sự thật cô thật sự nghĩ như vậy Lô Đình Lệ nghe thấy hết sao Trì ngữ mặc như có tâm sự nói Hình như là không Nếu anh ta thích em thì em có quay lại với anh ta không Từ ích nguyên hỏi Trì ngữ mặt lắc đầu không cần suy nghĩ Cô biết sợ rồi Vô cùng sợ Lúc sinh ra cô đã bị bố ruột bỏ rơi Khi còn bé lại bị mẹ vứt bỏ Khi niên thiếu thì bị Tống Nghị Nam bỏ rơi Lần đầu tiên biết yêu Thì lại bị Lô Đình Lệ bỏ rơi Cảm giác đó cô chưa từng nói ra vẫn luôn tự mình chịu đựng. thực ra thứ cảm xúc ấy vô cùng khó chịu, tự ti, mất phương hướng, cũng cảm thấy cô đơn và bất lực. nếu như kết cục đã được định sẵn như vậy, thì cô sẽ không đương tựa vào ai nữa. từ ít nguyên nở một nụ cười hài lòng, anh đã biết kết quả là vậy. em là một cô gái rất lý trí đấy. thực ra tự em cũng hiểu, em và lô đình lệ không có cơ hội đâu. nhưng dù em có quyết định thế nào, thì anh cũng sẽ ủng hộ em. ăn đi, ăn xong để anh đưa em về. ừ cảm ơn anh Trì ngữ mặt cười nói Ăn xong từ ích nguyên chở cô về Cô tắm rửa gội đầu Thay rửa quần áo sạch sẽ rồi bước ra Vương tuệ phần đứng trước cửa chờ cô Bà lo lắng hỏi Dạo này sao mẹ toàn thấy con về vào sáng sớm vậy Hôm qua con ăn cơm với đám bạn Nên ngủ ở nhà bạn luôn Mẹ con có mang cho mọi người đặc sản của thành phố Thanh Đài đấy Trì ngữ mặt cười hì hì Không phải là con có bạn trai rồi chứ Vương tuệ phần hỏi Trì ngữ mặc ôm lấy vai bà đợi khi con kiếm được người bạn trai hợp ý, nhất định con sẽ đem đến cho mẹ xem mắt. Này, tiểu mặc, con quá xinh đẹp, quá nhiều cạm bẫy chờ con, con phải biết yêu lấy thân mình, nếu không sẽ tự hủy đi chính mình đấy. Vương Tuệ Phần dặn dò, con biết mà mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con sắp trở thành người đàn bà thép rồi, sẽ đứng trên đỉnh của giới luật sư, được chứ? Cũng đừng cố quá, sức khỏe phải xếp hàng đầu. Con biết mà, mẹ yên tâm ạ. Có tiếng gõ cửa vang lên, Trì ngỡ mạc ra mở cửa nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa cô vô cùng ngạc nhiên sao anh lại đến đây tối qua biết được một tin tốt nên anh đến nhưng em không có nhà vì vậy sáng nay anh mới đến để thử vận may không ngờ em có nhà thật niên cung duật giơ bó hoa trước mặt chỉ ngỡ mạc chỉ ngỡ mạc đành cười cô không đỡ lấy bó hoa tới đây tôi muốn tâm sự về cuộc đời với anh ừm chỉ ngỡ mạc xuống lầu cô đứng dưới tán cây trước nhà nhìn chằm chằm vào gương mặt tuần tú lại trắng trẻo của niên cung duật nói thẳng thực ra tôi không muốn làm lãng phí thời gian của anh khi ở nước ngoài đã nói chuyện với anh rồi cái nhìn đầu tiên đã không có tình cảm thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện tiếp tục phát triển tình cảm anh biết trước đây anh có hơi hoang đường nhưng anh có thể bảo đảm nếu em là bạn gái của anh thì anh sẽ không như vậy nữa anh cũng cam đoan với mẹ em rồi niên cung duật thành khẩn anh nói điều này chẳng khác nào một chú cún đang thề với cục phân rằng sau này sẽ không bao giờ ăn phân nữa Nguyên cung Duật, chúng ta không hợp Trì ngữ mạc kiên quyết từ chối Có gì mà không hợp chứ Em xinh anh đẹp, em không có bạn trai Anh không có bạn gái Chúng ta còn gặp nhau ở nước ngoài Đây không phải là duyên phận sao Nguyên cung Duật tiếp tục đeo bám Ai nói cho anh biết tôi không có bạn trai chứ Trì ngữ mạc phản vấn Khi trước lôi đỉnh lệ theo đuổi em Anh ta tìm người đến đe dọa anh Không được bén mảng đến gần em Bây giờ anh ta có bạn gái mới rồi Em làm gì còn bạn trai nào nữa chứ trì ngữ mặc khựng lại lôi đình lệ lại làm chuyện như vậy sao cũng đúng anh ta là con người ngang tàng bá đạo như bạo quân vậy trì ngữ mặc vỗ vỗ vai niên cung duật chàng trai thực ra người tôi yêu là lôi đình lệ đợi đến khi nào anh là một người đàn ông còn lợi hại hơn lôi đình lệ thì tôi sẽ suy nghĩ về yêu cầu của anh vậy chẳng khác nào bảo anh tìm đường lên trời còn dễ hơn niên cung duật thất vọng trì ngữ mặc cười không đếm xỉa đến anh ta nữa cô quay người nhảy chân sáo về nhà Vương Tuệ Phần quan tâm hỏi Con đồng ý với cậu ta rồi sao Chỉ ngỡ mặc nhún vai Con tin một điều Cái gọi là bản tính khó rồi Bây giờ anh ta thích con Chỉ là do con trẻ đẹp Và chưa từng nhận lời của anh ta Khi con đã đồng ý với anh ta rồi Đợi đến khi con bớt trẻ bớt đẹp Anh ta cũng chán nhìn ngắm rồi Thì cái tính trăng hoa trong xương tủy sẽ lại trỗi dậy Con không tin lãng tự có thể quay đầu đâu Vương Tuệ Phần vừa cảm thấy tự hào vừa tiếc nuối Bà gật gật đầu Đúng rồi mẹ ơi, lần này con có mua một ít đặc sản từ thành phố Thanh Đài, có đậu phụ tương cá, cá Thanh Đài, tôm túy, còn có trứng cá. Trứng cá phải để đến ngày mai ăn mới ngon. Một lát nữa mẹ ăn thử đi, ngon thì con lại mua nữa. Chốc nữa con lại phải đến Thanh Đài thêm một lần. Trì ngữ mặc nói, Vậy hôm nay con có về không? Chắc là không ạ. Ừ. Vương tuệ phần thất vọng gật đầu. Trì ngữ mặc xách vali bước ra cửa, cô lên xe buýt đi ra ga tàu, điện thoại của cô rung lên, người gọi đến là Trương Văn Huệ liền lập tức bắt máy. Sư phụ sao vậy? Giờ này em đang ở thành phố Thanh Đài hay A Thị? Trương Văn Huệ hỏi. Ở A Thị em đang trên xe buýt chuẩn bị đi Thanh Đài sao vậy ạ? À? Trì ngữ mà cảm thấy khó hiểu. Ờ giờ này công ty khá hỗn loạn tạm thời em đừng quay về công ty thì tốt hơn. Sư phụ Trì ngữ mà gọi rồi lại ngập ngừng. Sau khi Lý Diễm chết, tổ của chúng ta có thể phải sắp xếp bầu lại phó tổ trưởng khả năng cao nhất là sư phụ được bầu. Nếu sư phụ trở thành phó tổ trưởng rồi thì vẫn sẽ đi sao? Chị ở công ty này 10 năm rồi, không có công cũng có sức, nhưng lần bình bầu này làm chị quá thất vọng. Có thể trong tim của lãnh đạo, cho dù đệ tử của chị xuất sắc hơn đệ tử của Lý Diễm thì cũng không phải là nhân tài để thích hợp với ngành quản lý. Vậy thì hà cớ gì mà chị phải làm việc dưới trướng của những người coi thường mình chứ? Chị vẫn sẽ đi. Trương Vân Huệ chân thành nói sư phụ đi thì em cũng đi chúng ta cùng nhau làm chắc chắn cũng sẽ nên thôi trì ngữ mặc ủng hộ hôm nay chị đã gửi đơn xin thôi việc rồi chắc là đầu tháng sẽ được duyệt em cứ đợi lấy được lương xong rồi hãng xin nghỉ trương vân huệ nói sao sư phụ lại nghỉ sớm vậy môi trường của công ty khá kém hơn nữa chị nghi ngờ hung thủ ở ngay trong văn phòng của chúng ta trương vân huệ hạ thấp giọng nói trì ngữ mặc nghe vậy bỗng toát mồ hôi lạnh vậy sư phụ cần nhanh chóng rời đi cẩn thận nhé ừ Trương Văn Huệ cúp điện thoại. Trì Ngữ Mặc bất giác nhìn vào màn hình TV, trên màn hình đang chiếu cuộc họp báo của Lôi Đình Lệ. Trong buổi họp, anh mặc một cây vest màu đen. Ánh đèn chiếu lên anh làm lộ rõ ngũ quan sắc nét cùng vẻ đẹp vô cùng men, khi ống kính đến gần hơn lại càng làm vẻ đẹp ấy hoàn hảo hơn, đặc biệt là đôi mắt nhìn xa xăm ấy, dường như trong đó là cả một sâu thẳm vũ trụ, toát lên sự thần bí, tự tin và quyền uy như một ông hoàng. Người đàn ông đẹp như thiên thần Chẳng trách bao nhiêu cô gái say đắm anh Cô từng đọc được một đoạn văn Mang hơi hướng Phật Pháp Một người đàn ông mà đáp cho cơ thể của cô gái Đã chết một tấm áo Thì kiếp sau người đàn ông đó sẽ có Cuộc vui hoan lạc với người phụ nữ đó Nếu như kiếp trước cô là người con gái Chết đi với cơ thể không mặc gì Và Lô Đình Lệ là người đáp cho cô y phục Thì người chôn cô là ai Ở đâu Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy đau buồn vô thức Cô quay mặt hướng sang phía cửa sổ cố cho bản thân đừng suy nghĩ lung tung dần dần mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi cô không đặt khách sạn tại thanh đài mà trực tiếp tìm hộ gia đình chay ỉ kia người nữ tên trương hồng chỉ ngỡ mặt trực tiếp vào thẳng vấn đề nếu như tìm được người đàn ông đó mà ông ta đã lấy người phụ nữ khác cô định tính sao không thể nào anh ấy nói yêu tôi mà tôi còn vì anh ấy mà cãi cọ lớn tiếng với người trong gia đình khi trước anh ta chẳng có gì trong khi đó gia đình tôi còn là hộ giàu trong vùng Trương Hồng kinh ngạc. Chỉ ngữ mặc im lặng, nhìn người phụ nữ này với ánh mắt tội nghiệp. Cô nhớ đến mẹ của mình. Nặng tình gặp bạc tình sẽ chỉ có đau thương. Trương Hồng nhìn ánh mắt kiên định của trì ngữ mặc trong tim hơi lệch nhịp. Rồi cô ngồi phịch xuống ghế, trầm ngâm 3 phút, đôi mắt đỏ au cùng những giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Thực ra rất lâu trước, cô ta cũng từng nghĩ đến khả năng mà quốc quân bỏ rơi bọn họ. Nhưng không chứng minh được điều này nên cô ta còn ôm chút hy vọng giờ này anh ta đang ở đâu a à thị anh ta đã kết hôn trước với cô nên cô có quyền kiện anh ta tội trùng hôn cô cũng có thể đòi một khoản phí phụng dưỡng trì ngưỡng mặt nói tôi và anh ta kết hôn không làm gì cả không làm tiệc cưới anh ta nói anh ta làm mất chứng minh rồi nên chúng tôi chưa đăng ký kết hôn tôi muốn đòi hỏi anh ta tiền phí phụng dưỡng có được không trương hồng hỏi nếu không đăng ký kết hôn và cũng không làm đám cưới thì không có hiệu lực gì trước pháp luật vụ kiện này cô có thể đưa lên nhưng phần thắng thua khó đoán biết. Tôi khuyên cô nên hòa giải, giờ anh ta là người có số có má, chắc là sẽ được thôi. Bà cần bao nhiêu phí phụng dưỡng? 100 vạn. Trương Hồng không hề do dự, bao gồm cả phí tổn thất tinh thần của tôi. Tôi sẽ quay về nói chuyện với anh ta. Trì ngưỡng mặc đáp. Cô vừa bước ra khỏi ga tàu A Thị, điện thoại đã reo lên, người gọi đến là Lô Đình Lệ. Lúc sáng anh còn tức giận như vậy, giờ này tìm cô còn có chuyện gì? trí ngưỡng mặc bắt máy với một tâm trạng thấp thỏm cô dè dặt hỏi lâu tổng có chuyện gì sao bây giờ em đang ở đâu lâu đình lệ vẫn giọng hỏi vô cảm giọng nói ngầu ngầu có pha chút mệnh lệnh trí ngưỡng mặc không dám nói dối cô nhìn xung quanh tôi vừa ra khỏi nhà ga có chuyện gì vậy đến công ty anh anh nói rồi lập tức cắt điện thoại không để cho cô có cơ hội để từ chối trí ngưỡng mặc cảm thấy mệt mỏi có thể từ chối được không không thể thực ra cô không muốn đi càng tránh được lôi đình lệ bao xa thì càng tốt cô thở một hơi dài buộc lòng phải đến lôi thị lý hạo đã đợi cô ở cửa anh nhìn cô một cách khá kỳ quặc lôi tổng đang đợi cô trong nhà hàng đợi tôi ở nhà hàng tại sao trì ngữ mặc thấy khó hiểu tôi không rõ sau mặt anh ấy khá khó chịu có phải cô lại làm gì khiến anh ấy giận rồi không lý Hảo cũng lo lắng trì ngữ mặc đặt tay lên mặt chán trường trời đất có mắt, tôi đối xử với anh ta cung kính vô cùng, trăm ngàn thuận theo, không dám trái ý một chút nào, như đang kính trọng tổ tông của mình vậy. Câu này của cô cũng đừng để lôi tổng nghe thấy, nhất định anh ấy sẽ tức giận đấy. Lý Hạo nhắc nhở cô, chỉ ngỡ mặt lại thấy có chút bực dọc trong lòng. Vô duyên vô cớ gọi người ta đến, tôi mới phải là người phải tức giận mới đúng, chiều nay tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm. Cô cứ im lặng quan sát xem, hôm nay tâm trạng của lôi tổng không được vui, các trưởng phòng đều đã bị mắng phủ đầu một lượt rồi cho nên anh ta là quả bóng sao đột nhiên nổ tung còn làm người khác giật mình nữa trì ngữ mặc cản lời lý hạo cười khoái trá nói nhỏ tôi thấy cô ví đúng lắm trì ngữ mặc cũng nhàn miệng cười dù sao cô và lý hạo đều là thân phận làm công ăn lương cô chẳng việc gì phải làm khó anh lô định lệ tức giận chắc không phải là vì chuyện liên quan đến chuyện cô uống say ngày hôm qua chứ trong lòng cô thấy lo lắng chẳng bao lâu cô vào trong nhà hàng nhân viên đều không có ở đó lôi đình lệ ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ trước mặt anh là những đầu bếp khi trước ở khách sạn lôi nặc ngồi đi lôi đình lệ vẫn giọng vô cảm Trì ngữ mặc thận trọng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh các đầu bếp mang lên món cánh gà chiên đặt trước mặt cô thử đi lôi đình lệ lại dùng hai từ ngắn gọn Trì ngữ mặc không động đũa cô cố gắng cho bản thân bình thản hạ giọng hỏi lôi tổng hôm nay gọi tôi đến đây chỉ là để mời tôi ăn cơm sao lôi đình lệ nhìn xoáy vào cô Cô nghĩ nhiều rồi, nếu như cô không rời khỏi nhà của Từ Hồng thì càng nên làm tròn bổn phận của mình. Cơm cô nấu rất khó nuốt, bắt đầu từ nay, mỗi buổi trưa cô phải đến đây học nấu nướng. Hôm nay bắt đầu bằng món cánh gà chiên. Trong đầu Trình Ngữ Mặc như vừa có một đàn bò giống lè lưỡi chạy qua. Cô không rời khỏi nhà của Từ Hồng nên anh cố ý làm khó cô sao? Cô làm gì có thời gian ngày nào cũng đến đây học cơ chứ? Xin lỗi nhé Lôi tổng, tôi chỉ là một cô bảo mẫu thôi, tôi đã nói với bà rồi, khi nào bận quá tôi có thể không đến làm cho nên đây là thái độ làm việc của cô sao lô đình lệ cao mày thực ra cô cảm thấy thái độ làm việc của bản thân cũng không đến nỗi nào chuyện của trương hồng cô có thể từ chối không làm nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên vẫn tiếp tục theo lô đình lệ làm khó như vậy làm cô cảm thấy bất lực tôi có thể trả tiền lại cho bà tháng sau là có thể trả hết ánh mắt của lô đình lệ lạnh đi vài phần bây giờ không phải vẫn chưa trả xong sao cô ăn cánh gà trước đi đã anh ra lệnh. Trình Ngữ Mặc thật sự bực mình, mắt cô cũng đảo hơn. Lôi Định Lệ, là anh chia tay với tôi, sau khi bị đá tôi cũng không níu kéo làm phiền gì anh cả, sao anh còn cố tình ngắm vào tôi chứ? Tôi cũng muốn rời khỏi nhà của bà anh, nhưng là bà không cho tôi đi, cho dù anh có kiếm chuyện với tôi thì tôi cũng không đi đâu được. Sau này tôi sẽ cố gắng lấy lý do để đi công tác. Sao cô lại nghĩ tôi cố tình chĩa mũi nhọn vào cô chứ? Tôi chỉ đang yêu cầu cô nấu ăn ngon hơn một chút thôi, tôi còn mời thầy cho cô nữa, lại không thu của cô đồng nào theo cô thấy thì tôi đang làm khó cô cái gì lôi đình lệ trầm giọng ánh nhìn đăm đăm vào cô trì ngữ mặc cúi đầu giảm món cánh gà trong lòng không được dễ chịu gì nhưng cô không dám bộc lộ là do tôi khi không kiếm chuyện anh đã có lòng tìm thầy cho tôi đến học vì tôi còn không cần phải đóng chuyện tốt như vậy có sách đèn đi tìm cũng khó tôi phải biết ơn lòng tốt của lôi tổng mới đúng câu nói cuối cô nói với giọng lạ thường cô đưa miếng thịt gà đã giảm nát vào trong miệng mùi vị ra sao Lôi đình lệ hỏi Trì ngữ mặt cúi thấp đầu tỏ vẻ vui mừng Ngon chứ sao Món này được làm từ tay đầu bếp của khách sạn cao cấp lôi Nhạc Thì làm sao mà không ngon cho được Nếu giờ mà tôi được ăn món này Ở trong khách sạn Thì một phần cánh gà rán này cũng đáng giá trên trăm tệ Giọng điệu của trì ngữ mặt Làm anh rất khó chịu Chính cô hôm qua nói muốn ăn cánh gà mà Cánh gà của chỗ tôi Có thể không ngon bằng cánh gà của tứ ích nguyên phải không Lôi đỉnh lệ hỏi Câu nói động trúng vào tính cách nổi loạn của trì ngữ mặc Không phải anh nói rằng Muốn cô nấu bếp khéo tay hơn sao Đến đây thì sẽ phải gặp nhau liên tục Anh nhìn thấy cô sẽ không thoải mái Cô thấy anh cũng chẳng vui Vâng, cánh gà tự ích nguyên làm còn ngon hơn món này So với việc làm mất thì giờ của đầu bếp trưởng ở đây Không bằng tôi đến theo học tự ích nguyên Thứ nhất, đầu bếp của anh có thể tập trung kiếm tiền giúp anh Tôi cũng không nợ ơn anh Thứ hai, tôi đến học tứ ích nguyên, thời gian sẽ tự do hơn, không cần phải sắp xếp lịch quá kín. Trì ngưỡng mặt thử thuyết phục Lâu Đình Lệ Mỗi lần cô nói một câu Sắc mặt của anh lại càng khó coi thêm một chút Anh lạnh giọng Xin lỗi tôi không hứng thú với tay nghề của Tử Ích Nguyên Cho nên món ăn của người mà anh ta dạy Chắc chắn tôi càng không dám nuốt rồi Trì ngưỡng mặt bỏ dĩa xuống khó chịu Vậy thì đừng để tôi nấu nữa mà Mỗi tối về đến nhà bà anh đã muộn lắm rồi Lúc về đến thì bà đã nấu nướng xong xuôi mọi thứ rồi Sáng ăn cháo thì tôi biết nấu Trưa tôi vẫn không về mà Cuối tuần thì sao Cũng không định về sao Lôi đình lệ nhìn cô Tôi có thể tìm mọi cách để đi công tác bên ngoài Bà có đồng ý với tôi rồi Chỉ cần tôi đi công tác thì không cần đến chỗ bà nữa Tôi sẽ chớp lấy bất cứ cơ hội nào Để không đến đó Như vậy được chưa Nếu tôi đi tôi cũng sẽ nhắn tin cho anh trước Được chưa Trì ngữ mặt lặp lại hai lần được chưa Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh Cô đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi Không hề có ý muốn quay lại Vì muốn tỏ rõ thành ý của mình Tay cô đặt lên mặt tôi thề tuyệt đối sẽ không để anh phải khó xử đâu tôi kín miệng vô cùng chuyện nào không nên nói tuyệt đối sẽ không nói anh cứ yên tâm bạn gái của anh cũng sẽ không biết được tôi đã từng có quan hệ gì với anh ánh nhìn của lô Đỉnh lệ sâu hùn hút sắc mặt rất khó coi dưới đôi mắt đen thảm kia như có những cơn sóng ngầm cuộn trào tôi biết rồi ăn xong thì học cách làm đấy lô đình lệ trần giọng hoàn toàn nói với kiểu mệnh lệnh vẫn không hề cho cô cơ hội từ chối chỉ ngữ mặt cúi đầu ăn các đầu bếp còn tiếp tục bưng lên món bò bít tết Anh còn nhớ lần trước cô rất thích ăn Lôi đình lệ thấy được vẻ xuôi mày thuận mắt của cô Ánh mắt anh bất giác dịu đi vài phần Trình ngữ mặc cảm nhận được ánh mắt của Lôi đình lệ đang nhìn mình Cô lén nhìn lên anh rồi lập tức cúi gằm đầu xuống Sao em lại không khóc lóc Lôi đình lệ trầm giọng hỏi Trình ngữ mặc đoán anh đang nói về chuyện chia tay. Khóc lóc có tác dụng gì không? Trình ngữ mặc mỉm cười nói khi cô cười rất đẹp, khóe môi nhếch lên, vẻ yêu kiểu như gió, mềm dịu như nước, có thể chảy đến tim người nhìn. Không thể. Lâu đỉnh lệ trầm giọng xuống. Trì ngưỡng mặc hiểu điều này. Cho nên, nếu không thay đổi được kết quả, thì sao tôi phải phí công mất sức khóc lóc? Hơn nữa, anh chọn cách thông báo, chứ không cho tôi sự lựa chọn. Lô đình lệ, dù sao chúng ta cũng mới yêu nhau vài ngày, anh thai cho tôi đi. Không phải không tha cho cô, chỉ là tôi muốn bồi thường cho cô. Không cần đâu, vốn anh cũng chẳng nợ tôi thứ gì, khi trước anh còn giúp tôi nhiều như vậy coi như mọi chuyện đã về không ai nợ ai trì ngữ mặc từ chối nhẹ nhàng về sao sao anh cứ thấy chưa thể về được ừ về rồi lôi tổng tôi ăn no rồi có thể đi học cách làm chưa trì ngữ mặc chuyển sang chuyện khác anh nhìn liếc qua chiếc đĩa của cô đồ ăn mới động vào một nửa anh cao mày cô ăn ít vậy hôm qua ăn quá nhiều hôm nay tôi định ăn uống thanh đạm thôi bây giờ đã ăn quá nhiều calo rồi trì ngữ mặc nói rồi bước về phòng bếp cười tươi nói xin phép ạ à, vất vả cho mọi người quá không sao làm cánh gà đơn giản lắm đầu tiên cần khía ba đường bên trên cánh gà nhớ là phải rạch theo khoái thịt của nó sau đó thì ướp đồ đầu bếp nói rồi thị phạm cho cô chỉ ngỡ mặc nhìn rồi cảm thấy đúng là khá đơn giản chúng tôi dùng bơ loại bơ này tính chất khá ôn hòa hơn nữa giá trị dinh dưỡng lại cao cho dù có thêm format cũng không bị bắn dầu ra ngoài cô thử đi đầu bếp nói Trừ Nghĩ Mặc làm theo lời của đầu bếp, cô thả cánh gà vào. Còn một bí quyết nữa, nhiệt độ không nên để quá cao, như vậy cánh gà sẽ cho ra thịt rất mềm. Còn nữa, mỗi phút lật gà một lần. Đầu bếp nhắc nhở. Trì Ngữ Mặc đã hiểu và làm theo y lời của đầu bếp. Lôi Đình Lệ vẫn chưa rời đi, anh nhìn chân chân vào cô như đang có suy nghĩ gì đó. Trì Ngữ Mặc nhìn liếc qua Lôi Đình Lệ, chính anh đã nói không phải là không buông tha cho cô rồi, bây giờ lại đang làm gì vậy? Lẽ nào anh lại rảnh rỗi để ngồi đó, giám sát xem cô có chay lười hay không sao? Người ta nói trăm năm tu mới có duyên cùng đường, nghìn năm tu mới có duyên chung gối. Nói gì thì họ đã cùng chung gối rồi. Lẽ nào còn muốn tu đến độ tẩu hỏa nhập ma sao? Cô cứ nghĩ quẩn quanh, không để ý, bỗng tay chạm vào cạnh chiếc chảo. Chiếc chảo khá nóng, làm cô kêu nhẹ một tiếng. Tay nhanh chóng rụt lại. Sao vậy? Lôi đỉnh lệ cao mày, lo lắng bước lại. Không sao, không sao. Trì ngữ mặt cười hì hì nói Lôi đỉnh lệ nằm lấy tay cô Nhìn thấy ngón áp út của cô bị bỏng Đến độ đỏ ửng Liền xót xa trách cứ cô Sao em ngốc thế Có một chút chuyện này cũng làm không xong Cô luôn nghĩ bản thân khá thông minh Nhưng khi đứng trước mặt anh Lại luôn cảm thấy hơi tự ti Có thông minh hơn nữa Cũng không dám múa xử qua mắt thở Trong tim cô vụt qua chút lay động Cô lập tức dùng nụ cười để ngụy trang Có thể điều đó có nghĩa Tôi là một người làm nên chuyện lớn đấy Cô rụt tay lại. Trên tay có nhiệt độ từ anh, cô không thích điều này, liền chùi chùi vào người mấy cái. Đừng ra nữa, đi theo tôi. Lôi đỉnh lệ đi phía trước, chỉ ngỡ mặc bước theo anh vào văn phòng của anh. Anh gọi đường dây nội bộ. Lý Hạo, cậu đến tiệm thuốc mua tuyết thuốc bỏng tốt nhất về đây. Không cần đâu lôi tổng, chú bỏng này không sao đâu. Chỉ ngỡ mặc đứng dậy, cô muốn rời đi. Cho nên cô sẽ không đi khám, cũng không bôi thuốc có phải không? Sắc mặt lôi đỉnh lệ nhìn không được vui, Lát nữa tôi đi ngang qua tiệm thuốc Mua một tiếp thuốc bôi là được mà Vết thương của cô là do tôi yêu cầu cô đi học mới bị vậy Đáng lẽ tôi nên nhận trách nhiệm Nếu cô không về bôi thuốc Vết thương trở nặng Lại đến đòi tôi tìm bồi thường thì sao Lôi đỉnh lệ lạnh lùng nói chỉ ngữ mặc khựng lại một chút Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ Cô là loại người thấy tiền là sáng mắt lên Lại làm ăn không đến nơi đến chốn Vừa mưu mô xảo quyệt Lại tinh ăn mù làm sao nếu như anh đã nghĩ vậy rồi Cô cũng không còn gì để nói Vậy thì cảm ơn lôi tổng Trì ngữ mặc khẽ nói Cô không muốn đếm xỉa đến anh nữa Cúi thấp đầu đợi đến khi thuốc được mang đến Không khí như bị nén lại Lôi đỉnh lệ mở máy tính và bắt đầu check mail Chẳng lâu sau Trợ lý đã gõ cửa hỏi Lôi tổng có cô Úc muốn gặp Lôi đỉnh lệ cao mày Cô Úc nào Cô ấy nói cô ấy tên là Úc Tăng Lan Là bạn gái của anh ạ Trợ lý báo cáo lại Trì ngữ mặt cao mày Trong lòng lén lo Bạn gái của Lôi Đình Lệ đến kiểm tra Nếu thấy cô ở đây chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh mất Lôi Tổng tôi tránh đi thì tốt hơn Đỡ để bạn gái anh hiểu lầm Trì ngữ mặc chủ động nói Ừ Lôi Đình Lệ đáp một tiếng Trì ngữ mặt nhìn sang cửa phòng nghỉ của Lôi Đình Lệ Nếu họ muốn vào đó để làm chuyện kia Cô ở trong nhìn trộm thì không tiện chút nào Trong văn phòng lại không có chiếc tủ lớn nào Cô hình như chẳng có chỗ để trốn Ánh nhìn dừng lại ở bàn làm việc của Lô Đình Lệ. Lôi Tổng, tôi trốn dưới bàn làm việc của anh được không? Trì ngữ mặc chỉ bàn của anh. Ừ. Um. Lôi Tổng lùi lại sau một chút và đồng ý. Trì ngữ mặc lập tức trui xuống dưới gầm bàn làm việc. Có cả người anh trai cho, chắc cũng khó bị nhìn thấy. Lô Đình Lệ cúi nhìn cô trốn dưới chân mình. Trì ngữ mặc vẫy tay với anh và nở một nụ cười ngại ngùng. Sau này cô sẽ không đến phòng làm việc của anh nữa. Mỗi lần đến đều có chuyện không hay xảy ra để cô ấy vào lôi đình lệ trầm giọng ốc tăng lan từ ngoài bước vào hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen trắng đan sen ngại ngùng tiến lại phía lôi đình lệ cô dừng lại trước bàn làm việc của anh đình lệ hôm nay mấy người chị em của em hẹn nhau anh đi cùng với bọn em nhé hẹn hò của phụ nữ anh không đi đâu dùng hết bao nhiêu tiền đều tính cho anh lôi đình lệ nói vô cảm chỉ ngỡ mặc nhúi mày lôi đình lệ đúng là hào phóng với mọi cô gái bên cạnh anh nếu lúc đầu cô quá lầm tưởng thì chính cô phải chịu một vố đậm đấy. Bây giờ cô nên cảm thấy may mắn. Không phải đâu, bọn họ đều dẫn người yêu theo. Không đông đâu, thêm hai chúng ta thì vừa đúng tám người. Bọn họ toàn là chị em tốt của em. Em nói rằng cuối cùng em cũng có thể có được người đàn ông mà em yêu rồi. Bọn họ đều không tin. Anh đi cùng với em đi mà. Úc Tăng Lan nhõng nhẽo, cô bước về phía bên cạnh lôi đình lệ. Trì ngữ mặc cảnh giác. Nếu Úc tan Lan đứng phía trước bàn thì không bao giờ có thể phát hiện được cô. Nhưng nếu cô ta đứng cạnh lôi đình lệ Thì rất dễ để phát hiện ra cô Đến lúc đó cô có 10 cái miệng cũng khó biện bạch Úc Tăng Lan có thể nghĩ Cô làm chuyện đó với lôi đình lệ Nên mới trốn dưới gầm bàn Lôi đỉnh lệ cũng thấy Úc Tăng Lan đang tiến về phía mình nên anh đứng dậy cầm cốc nước tiến đến chỗ máy lọc nước. Úc Tăng Lan không phát hiện ra được điều gì cô đi theo lôi đỉnh lệ đi về chỗ máy lọc nước. Cô lay lay cánh tay lôi đỉnh lệ nhõng nhẽo. Có được không anh? Đi mà. Anh biết rồi, mấy giờ? Lôi Đình Lệ trầm giọng. Tối nay 6 giờ nhé. Địa điểm? Lôi Đình Lệ hỏi. Hẹn ở khách sạn Lôi Nạc được không anh? Em thấy đồ ăn ở đó rất được, trên sân thượng còn có bể bơi ngoài trời và các thứ giải trí khác, đông người chơi thì không sợ chán đâu. Anh biết rồi, tối 6 giờ anh qua. Úc tàn Lan liếc qua cửa phòng nghỉ của Lôi Đình Lệ. Em đợi anh ở phòng nghỉ có được không? Chiều anh còn hai buổi họp nữa, em ở đó sẽ buồn chán đấy. Sao lại buồn được, em có thể lên mạng ở phòng anh được mà. Úc Tăng Lan nói và đi về phía phòng nghỉ của Lôi Đình Lệ. Anh nhìn của Lôi Đình Lệ thoáng có sự bực dọc. Anh nắm lấy tay Úc Tăng Lan. Em đến Shangri-La đi, ở đó anh có phòng dài hạn. Lát nữa anh sẽ bảo Lý Hạo đưa em đi. Em rất hiếu kỳ, khách sạn Lôi Nạc cao cấp hơn Shangri-La. Tại sao anh không ở Lôi Nạc mà lại ở Shangri-La? Úc Tăng Lan nghiêng nghiêng đầu hỏi khó hiểu. Anh không muốn nhân viên của mình quá khép nép. Hơn nữa, nhìn môi trường sống của người khác cũng có ích cho việc tự hoàn thiện. Lôi đỉnh lệ nghiêm chỉnh giải thích Hóa ra là như vậy à Em hiểu rồi Vậy em đợi anh ở trong phòng khách sạn Úc Tăng Lan rồi đôi mắt long lanh nói Giọng nói càng dịu đi Trị ngữ mặt lập tức nghe ra ám thị của Úc Tăng Lan Mới đây chàng trai này còn là của cô Nay anh đã là của người khác Nói chung nên quên thì quên vậy Có tiếng gõ cửa vang lên Vào đi Lôi đỉnh lệ trầm giọng Lý Hạo cầm theo túi ni lông bước vào, vừa thấy Úc Tăng Lan, anh khựng lại đôi chút, mỉm cười nói với Lôi Đình Lệ. Lôi Tổng, thuốc anh dặn mua đây ạ? À? Ừ, để trên bàn đi. Lôi Đình Lệ không nói gì nhiều. Mua thuốc gì vậy? Anh không được khỏe à? Úc Tăng Lan lập tức lo lắng. Mua để chữ thôi, Lý Hạo, đưa Úc Tăng Lan đến phòng của tôi bên shangri -La. Lôi Đình Lệ dặn dò. Được, thưa Lôi Tổng. Lý Hạo đặt túi thuốc trên bàn, Úc Tàng Lan vẫn chưa muốn rời đi Cô ôm lấy eo anh nhẹ nhàng nói Người ta vẫn muốn ở với anh một chút nữa mà Lô đỉnh lệ nhìn đồng hồ trên tay Anh còn nửa tiếng nữa phải đi họp rồi PPT vẫn chưa làm Người ta chỉ ngồi cạnh là được Úc tăng Lan ngồi phịch trên sofa bảo đảm Em nhất định sẽ không làm phiền anh đâu Chỉ ngữ mặt có cảm giác khóc không ra Co do trong cầm bàn Thứ nhất là mệt Thứ hai là sợ bị phát hiện Rốt cuộc sao cô lại đi theo lô đỉnh lệ vào đây kia chứ có lúc nghĩ lại thấy cuộc đời thật mệt mỏi Gặp một tên sở khanh Bỏ lỡ tình yêu đích thực Mất lần đầu không dám tin vào một tình yêu đẹp Cô thật sự rất ngưỡng mộ cuộc sống của Từ Ích Nguyên Đơn giản, tinh tế, vui vẻ, thoải mái Không gò bó Lại lạc quan yêu đời Cô mang trên mình quá nhiều thứ Nếu như không gặp được Lâu Đình Lệ Có lẽ cuộc sống của cô sẽ đơn giản hơn nhiều Cô không muốn ngày nào cũng đến đây để nấu ăn Không muốn gặp Lâu Đình Lệ trong mỗi ngày Tốt nhất là lạc nhau trong giang hồ luôn Lơ Đình Lệ quay trở lại bên bàn làm việc, nhìn thấy đôi mắt đo đỏ lại đáng thương của cô. Anh vứt chiếc đệm trên ghế xuống cho cô. Ngồi xuống, ít nhất sẽ dễ chịu hơn là quỳ. Cô cũng chẳng khách sáo mà nhận lấy chiếc đệm, ngồi xuống. Cả người đè lên đầu gối, ngón tay vẽ mấy vòng tròn linh tinh trên đất. Thời gian cứ trôi qua, một phút, hai phút, ba phút. Cô không thể cứ ngồi trên đất mà đợi nửa tiếng được. Chiều nay cô còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải giải quyết cô lấy điện thoại trong túi ra tắt thành tĩnh âm rồi nhắn tin cho lôi đình lệ anh có thể đến phòng họp sớm hơn mang theo cô bạn gái của anh là được tôi sẽ chấp cơ hội chuồn đi lôi đình lệ nhìn lướt qua tin nhắn rồi nói với úc tăng lan anh hết thuốc lá rồi đi mua hộ anh với hả anh hút hãng nào úc tăng lan lập tức đứng dậy anh không hút nhiều em cứ mua là được vâng em đi ngay úc tăng lan vui vẻ đi khỏi chỉ ngỡ mặt chút được hơi dài nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại Cô nhỏm nửa trước đầu ra, thấy cô ta đã đi thật mới chui ra khỏi gầm bàn. Vậy lôi tổng tôi đi nhé. Cô nói chuyện rất khách sáo và cung kính, vội vàng chào anh. Tại sao rồi? Lôi đình lệ hỏi, ánh mắt dừng lại trên tay cô. Trì ngữ mặt nhìn xuống bàn tay. Vẫn hơi đỏ, chắc mai là khỏi rồi. Lôi đình lệ cầm lấy tuyếp thuốc. Trì ngữ mặt cướp lấy, nhanh chóng phạt nắp rồi bôi lên cho mình. Rồi cô cúi đầu cung kính nói. Cảm ơn thuốc của lôi tổng, vậy tôi đi đây. Lần trước chuyện xảy ra ở thang máy lôi nặc Mấy ngày nữa luật sư của tôi sẽ liên hệ bên cô Tôi thì không cần đâu Dù sao cũng không có chuyện gì Đến lúc đó anh bảo luật sư của anh liên hệ với Lâm Miễu là được Trì ngỡ mạc nói rồi cô quay đi Cô lại nhớ đến một chuyện khác Nên quay đầu lại Nói với Lôi Đình Lệ Lôi Tổng tôi đã chuẩn bị bắt đầu lại rồi Thật đấy không muốn nhớ chuyện của khi trước nữa Hơn nữa tôi sẽ cố gắng thuyết phục bà để tôi rời đi Cho nên Mặc dù chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi nhưng tôi vẫn thấy gặp nhau không được hay cho lắm đặc biệt là còn ở gần ngay dưới một mái nhà thật ra tôi không thể không về chỗ của bà nhưng anh có thể không về mà còn nữa ngày nào tôi cũng đến công ty của anh để học thì không phù hợp đâu anh không muốn gặp tôi tôi thấy anh cũng không mấy dễ chịu cho nên tôi không muốn đến trình ngữ mặc muốn thổ lộ những gì cô muốn nói thấy tôi cô không thoải mái vậy thấy ai thì thoải mái từ ích nguyên à lôi đình lệ hỏi với giọng rất lạ anh đừng như vậy, tôi chỉ đang có gì nói đấy. Tôi có chút sợ khi gặp anh. Có thể đúng như người ta nói đấy. Không thành người yêu được thì cũng chẳng thể nên bạn bè. Trì ngữ mặt nhẹ giọng. Sợ tôi sao? Ánh mắt lôi đỉnh lệ khó chịu, anh không thích từ này. Sợ tôi lại chia tay cô, hay là vì chia tay với cô nên cô cam ghét tôi, hoặc là cô lo lắng rằng sẽ lại dình líu đến tôi sao? Mỗi lần nói một câu, ánh nhìn của lôi đỉnh lệ lại lạnh đi vài phần, ngực anh như bị kim đâm vào, có cả, thực ra lôi tổng, tôi không dám đắc tội anh, nhưng tôi cũng tin anh là một người biết lý lẽ. Nếu anh đã có bạn gái rồi, thì sau này tốt nhất là chúng ta đừng gặp lại nữa. Nếu không, tôi sẽ thấy ảnh hưởng đến tôi, đến cả anh và bạn gái của anh nữa. Đương nhiên, có yêu cầu gì anh có thể nói với tôi? Trì ngữ mặc thành tâm nói. Lần này nói rõ rồi, thì sau này chẳng cần phải gặp nhau làm gì nữa. Lôi đình lệ không nói gì, cô vội vàng rời khỏi văn phòng của lôi đình lệ lâu một giây cô lại thấy khó chịu thêm một giây vừa ra khỏi lôi thị cả người cô như lấy lại được tinh thần cô gọi điện cho trình hán nam nghe nói bạn gái của lôi tổng họ úc à trình hán nam mở miệng trước ừ đúng vậy chắc là họ sẽ kết hôn với nhau lôi tổng đưa bạn gái về nhà rồi trình ngữ mặc nhanh nhẹn nói trình hán nam có đôi chút thất vọng cô tìm tôi có chuyện gì không anh có thể cho tôi số của bạn anh không tôi có chuyện cần kiếp tìm anh ấy trình ngữ mặc nhẹ nhàng nói Cô đang nói về Trí Long à? Có chuyện gì không? Trình Hán Nam hồ nghi. Anh cứ nhanh chóng bảo anh ta liên hệ với tôi, nếu không đợi đến khi lớn chuyện rồi thì không hay đâu. Trì ngữ mặt ngần ngừ. Còn về chuyện có nói cho anh biết không? Vậy thì phải xem anh ta có muốn vậy không? Chuyện này rất quan trọng với anh ta. Ừ, tôi biết rồi, để tôi hỏi đã. Trình Hán Nam cúp máy. Trì ngữ mặt bước lên xe buýt của đường lôi nặc. Khi lên xe, bạn của Trình Hán Nam đã gọi đến. Chào anh, bây giờ bên cạnh anh có ai không? trì ngưỡng mặt chào hỏi không có cô cứ nói xin hỏi anh có quen trương hồng không trì ngưỡng mặt hỏi không quen chí long trả lời mà không cần nghĩ trì ngưỡng mặt thoáng có chút buồn thay cô ấy sinh cho anh một đứa con trai đứa trẻ này bị hội chứng đau nếu anh còn không thể nhớ lại thì buộc tôi phải nói chuyện với người vợ bây giờ của anh trước cô đang uy hiếp tôi à chí long hạ thấp giọng không phải đâu cho nên tôi mới muốn thương lượng ôn hòa với anh xin hỏi anh có quen cô trương hồng không Trì ngữ mặt nhắc lại câu hỏi Tôi không hiểu cô đang nói về ai Nếu cô tiếp tục nói năng linh tinh Thì tôi đành phải nhờ đến pháp luật can thiệp thôi Khẩu khí của Trí Long khá kiên quyết Tôi có một phần kết quả kiểm định ở đây Về đứa con trai của anh và Trương Hồng Anh và đứa trẻ đó là quan hệ huyết thống trực hệ Nếu anh muốn thông qua trình tự pháp luật Thì đối với tôi Đó là một quan tòa ở Mỹ đấy Nhưng đối với anh mà nói Thì dù là anh có là một người làm kinh tế Anh cũng sẽ trở thành trung điểm cho người ta bàn tán Trì ngữ mặt nhắc nhở Rốt cuộc cô muốn gì? Người đàn bà đó là tôi gặp phải khi còn trẻ. Cô ta sinh con cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện. Tôi còn chẳng đăng ký kết hôn với cô ta, cũng chẳng làm đám cưới. Bây giờ cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cặp mẹ con thần kinh đó sao? Chí Long bị kích động. Chí Long, bây giờ mong anh bình tĩnh. Cô Trương không yêu cầu anh chịu trách nhiệm. Cô ấy biết anh đã có vợ và con mới. Cô ấy chỉ hy vọng anh chịu một phần nào đó số tiền nuôi dạy con thôi. Phí nuôi dưỡng sao? Sao tôi phải đưa? Đứa trẻ đó không phải là đứa con mà tôi cần trí long từ chối thẳng thừng mặc dù hai người không đăng ký kết hôn cũng không làm đám cưới nhưng từng chung sống cùng nhau đã từng có quan hệ vợ chồng hơn nữa trong mấy năm anh ra ngoài làm ăn anh cũng đã gửi tiền cho bọn họ bây giờ lại nói đứa bé đó không phải là anh muốn coi nó có phải hơi hà khắc quá không trình ngữ mặc bắt đầu thấy bực mình tôi có muốn hay không là chuyện của tôi có liên quan gì đến cô cô thật biết lo chuyện bao đồng không phải là tôi thích lo chuyện bao đồng mà là tôi đã phụ trách vụ này Thưa anh, tôi hy vọng anh có thể thương lượng ôn hòa. Dù sao, để cho vợ anh biết về quá khứ sở khanh của anh cũng không hay đâu. Đương nhiên, cô ta có thể bỏ qua cho anh một cách dễ dàng. Nhưng còn chuyện làm ăn của anh thì sao? Anh nghĩ người ta sẽ tin một người có phẩm đức có vấn đề hay không? Chị ngữ mặc nói lý. Chị Long hít một hơi sâu. Cô ta muốn bao nhiêu phí nuôi dưỡng? Một trăm vạn. Chị ngữ mặc nhắc lại yêu cầu của trương học. Một trăm vạn tôi không thể đưa cô ta. Theo như mức lương sản bình quân thấp nhất của thành phố Thanh Đài này thì một tháng 1.340 tệ, một năm khoảng bốn nghìn. Nhân với 20 năm, tôi có thể đưa cô ta 28 vạn. Khi thằng bé còn nhỏ, thu nhập thấp nhất mới có 500 tệ. Như vậy tôi đã quá hào phóng rồi. Chí Long nói, Vậy tiền tổn thương tinh thần đâu? Đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường, tâm thần của nó có vấn đề, cần phải chữa trị. Mẹ của đứa trẻ phải chịu bao nhiêu đè nén và áp lực, anh có thể tưởng tượng được không? Trì ngữ mặc phản vấn, cho nên lúc đầu tôi đã bảo cô ta là vứt nó đi, cô ta không đồng ý, nên toàn bộ những điều này cô ta phải tự chịu lấy. Nhưng đứa trẻ là con của hai người, là máu mủ ruột xa Trình ngữ mặc ngắt lời anh ta, "Ai mà muốn có một đứa con yếu đuối bệnh tật chứ? Nhưng đứa trẻ thiếu thốn đó vẫn đã ra đời rồi mà. Nói chung tôi chỉ bỏ 28 bạn, như vậy là quá tử tế với cô ta rồi." Chí Long cảm thấy phiền phức, "Anh có biết cô ấy vẫn luôn đợi anh không? Vì anh mà cô ấy luôn đợi trong một căn nhà cũ kỹ." Trình ngữ mặc thử thuyết phục anh ta Nhưng tôi không muốn cô ta đợi Cô ta muốn tìm ai thì tìm Tôi chẳng có tí xúc cảm nào với cô ta Và đứa con ngu ngốc kia thì lại càng không có tình cảm 28 vạn này của tôi đã quá nhân từ rồi Trí Long định cốt máy Vậy tôi chỉ có thể đi theo trình tự pháp luật Chúng ta sẽ không hòa giải nữa Anh cứ tính xem đi Đến lúc đó anh sẽ tổn thất bao nhiêu Trình ngữ mặc lạnh lùng nói Trí Long trầm lặng hồi lâu Một phút sau Cô đang ở đâu tôi đang trên đường đến phố lôi nặc anh có muốn gặp ở tiệm trà thiên ngữ không trì ngữ mặc hỏi gặp nhau đi trí long nói rồi cúp máy trì ngữ mặc đến phố lôi nặc bước về hướng của tiệm trà thiên ngữ đột nhiên xung quanh tiệm trà thiên ngữ có ba người chạy đến trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một gậy gỗ ánh nhìn của họ không hề có thiện ý trừ nghĩ mặc có một dự cảm không lành cô quay người bỏ chạy nhưng những người đàn ông kia chạy nhanh hơn nhiều có người nằm lấy tóc cô Trì ngữ mặc bị đau đứng lại, người đó vẫn chưa chịu buông tay, còn nắm chặt hơn rồi quăng cô xuống đất. Trì ngữ mặc nằm trên đất. Bọn họ dùng lực đá mạnh vào bụng cô. Rất đau, cô ôm bụng, không thể chống trả lại. Dừng tay, các anh định làm gì? Có người cảnh sát hét lên. Ba người đó thấy có cảnh sát đuổi đến, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy. Cô gái, cô không sao chứ? Cảnh sát hỏi, nhưng cô đau đến độ không nói được, liên tục toát mồ hôi lạnh. Người cảnh sát thấy cô không được ổn, liền lập tức gọi cho tổng bộ. Cô gái, tôi đưa cô tới bệnh viện rồi sẽ lấy lời khai của cô sau. Mấy lời cuối của cảnh sát nói cần lấy lời khai hay gì đó, cô hoàn toàn không nghe thấy. Bác sĩ hỏi tình trạng của cô, cô cắn răng nói bụng rất đau. Bác sĩ đưa cô đi siêu âm. Cô gái, cô có thai rồi, nhưng có phải cô bị người ta đạp vào bụng không? Có chút máu tụ trong đó, cô cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thì đứa trẻ sẽ không giữ được đâu. Trì ngữ mặc nghệt mặt ra. Có thai sao? mỗi lần quan hệ với lôi đỉnh lệ cô luôn dùng bao mà lần đầu của cô đến giờ cũng chỉ mới hai tuần trước làm sao có thể bác sĩ có nhầm không ạ à? tôi không thể nào mang thai được trì ngữ mặc kinh ngạc hỏi bào thai bây giờ nhìn không rõ lát nữa làm xét nghiệm máu cho cô sẽ có thể biết chính xác bác sĩ nói trì ngữ mặc bị rút máu xong được đưa đến phòng bệnh trong đầu cô trống rỗng nếu cô thật sự mang thai rồi vậy phải làm sao đây cô và lôi đình lệ đều có làm biện pháp phòng chống sao có thể có thai được không lẽ là thể chất của cô đặc biệt sao nếu thật sự có rồi cô nên sinh hay là không sinh đây sinh con sau này cuộc sống của cô phải thế nào cô và ba của đứa nhỏ không yêu nhau cô cũng không tham muốn tiền tài của lôi đình lệ cô sẽ giống như mẹ mình vậy tự nuôi lớn con nhưng nếu lôi đình lệ muốn giành con của cô thì sao cô đơn thân sức yếu đến lúc đó có tình cảm với con rồi cuộc sống sau này nhất định sống không bằng chết với lại, cô còn có chuyện phải làm, với năng lực hiện tại của cô hoàn toàn không đủ khả năng tự nuôi con khôn lớn. Tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại, cô không phải con nít không hiểu chuyện. Con của cô, cô hy vọng lúc sinh ra có mẹ cũng có ba, có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới, không giống như cô, gánh trách nhiệm và mâu thuẫn của người lớn, sống không vui vẻ, đến nơi dựa dẫm cũng không có. Xin lỗi bà vào Trì ngỡ mặt mỉ non độc thoại. Cô mở mắt ra hít sâu, trong mắt đã phủ tầng hơi nước. Cứ cho là không có duyên, có đến nhà khác cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Tâm trạng cô bình tĩnh lại, dần dần bụng cũng không quá đau nữa. Y tế vào giường nói, "Giường 56." "Giường 56, người bệnh giường 56 có người nhà đến chưa?" Không ai trả lời cô, y tá tìm đến giường bệnh, đi đến trước mặt Trình Ngữ Mạc hỏi, "Người thân đến chưa?" Trình Ngữ Mạc lắc đầu, "Sao vậy?" Phải đóng viện phí, nhà cô không có bà con thân thích cả à? Ít nhất cũng phải có bạn bè chứ. Trước 10 giờ tối nay, kêu bạn cô qua trả tiền viện phí. Y ta nói. Trị ngỡ mặt nghiêm túc nghĩ một chút. Vương tuệ phần quá bận rồi, còn phải làm việc, còn phải chăm sóc chị và cha nuôi. Nếu còn phải qua chăm sóc cô thì không thích hợp lắm. Với lại cô cũng không muốn người nhà lo lắng, đặc biệt là người lớn tuổi trong nhà. Người lớn trong nhà cũng có tuổi rồi, sẽ không chịu được, sẽ than thở, sẽ ngủ không ngon giấc. Tôi không muốn ở viện có thể không? chị ngưỡng mặc nhẹ giọng hỏi. Cái này cô phải hỏi bác sĩ trị liệu của mình ấy. Y tá nói xong, quay người ra ngoài. chị ngữ mặc xuống giường, từ từ đi đến phòng làm việc của bác sĩ chính, gõ cửa. Bác sĩ, tôi là chị ngữ mặc giường bệnh 56. Là như vậy, tôi không muốn đưa con này. chị ngữ mặc nhẹ giọng nói. Như thế này, cô gái ạ. À. dù có muốn xử lý cũng phải đợi 49 ngày nữa nếu là thai trong tử cung thì có thể dùng thuốc để bỏ thai, nếu không phải thì phải làm phẫu thuật. Bác sĩ nói, vậy nếu tự xảy thai thì sao? Chỉ ngỡ mặc không hiểu hỏi, vậy cũng cần kiểm tra có sạch sẽ hay không, ngoài ra bên cảnh sát có để lại số điện thoại, chừng nào thuận tiện cho lời khai. Bác sĩ hỏi, chỉ ngỡ mặt cột mắt xuống suy nghĩ một chút, tôi có thể không ở viện không? Không thể, cô có triệu chứng bị xảy thai, nếu chảy máu quá nhiều, chữa trị không kịp sẽ mất mạng đó, tôi phải chịu trách nhiệm với cô cô về nghỉ ngơi trước đi đợi có kết quả kiểm tra máu tôi sẽ đưa đơn thuốc cho cô bác sĩ nghiêm khắc nói trình ngữ mặc biết tạm thời không thể xuất viện cô quay lại giường bệnh lấy điện thoại từ túi sách ra trên màn hình có hiển thị cuộc gọi đến của quốc quân trình ngữ mặc bắt máy cô đau rồi quốc quân lạnh dạo ngòi xin lỗi tôi vừa đến tiệm trà thiên ngữ là bị mấy người xông đến đánh bây giờ đang ở bệnh viện cô đưa số điện thoại của trương ngọc cho tôi tôi nói chuyện với cô ta Quốc quân lạnh giọng nói Cô ấy không có điện thoại Địa chỉ thì có rồi chứ Cô không muốn giải quyết vấn đề sao Tôi nói trực tiếp với cô ta Tôi nghĩ cô ta muốn gặp tôi một lần Trì ngữ mặc suy nghĩ một lát Đương sự gặp nhau thì càng tốt Nhưng cô cũng lo lắng trong lúc đàm phán Trương Hồng sẽ bị bắt nạt Có hai ngày nữa tôi xuất viện Đến lúc đó tôi dẫn anh đi, được không Cô đang lãng phí thời gian của tôi đó Quốc quân sắc bén nói Trì ngữ mặc cũng giận Anh cũng lãng phí mười mấy năm Mười mấy năm nay anh ở đâu mười mấy năm nay anh có thể không hỏi không quan tâm đến mẹ con họ bây giờ ngược lại gấp gáp như vậy chỉ có anh biết tôi sẽ đến tiệm trà thiên ngữ đừng nói với tôi là anh tìm người đến đánh tôi tôi không biết cô đang nói gì quốc quân nói xong cúp máy trì ngữ mà càng nghĩ càng cảm thấy kinh tởm lẽ nào quốc quân thật sự tìm người đến đánh cô sao anh ta không phải muốn làm chuyện bất lợi với mẹ con trương hồng chứ bây giờ hắn nghĩ là mẹ con trương hồng để chuyển nhà mới hỏi cô địa chỉ đợi đến khi hắn đến địa chỉ trước kia xem một cái sẽ phát hiện mẹ con trương hồng vẫn ở chỗ cũ trình ngữ mặc lập tức gọi điện cho trương văn huệ sư phụ hôm nay người rảnh không ạ trình ngữ mặc gấp gáp hỏi ờ à, đang xử lý vụ ly hôn trong văn phòng sao vậy là như vậy sư phụ con đang làm vụ án về mua đất của hộ gia đình không chịu bán ờ à, người chủ của nhà đó là trương hồng thì ra cô ấy đang đợi chồng mình về cho nên vẫn luôn không chịu rời đi nhưng chồng cô ấy đã đổi tên cưới vợ khác trương hồng nhờ con lấy tiền bồi thường người đàn ông đó xấu hổ quá hóa giận con đoán hắn tìm người đánh con giờ con đang ở bệnh viện tạm thời không xuất viện được người đàn ông đó lúc nãy hỏi con địa chỉ của trương hồng con lo hắn làm chuyện bất lợi với trương hồng sư phụ người có thể nhanh chóng đến thành phố thanh đài thông báo cho trương hồng không kêu cô ấy tạm thời đưa con trốn đi chỗ khác chỉ ngỡ mặc nói đơn giản bên kia trương văn huệ trầm mặc một lát tiểu mặc vấn đề tiền bồi thường sau đó con có ký hợp đồng không vẫn chưa Ta biết con là người nhiệt huyết, đồng cảm với kẻ yếu, nguyện ý giúp họ không cần báo đáp. Nhưng nếu con không có giấy ủy quyền, nhiều lúc sẽ làm hạn chế quyền lợi luật sư của con. Chuyện nên làm theo quy tắc thì nên theo quy tắc. Trương Văn Huệ nghiêm giọng nói. Biết rồi ạ sư phụ, chuyện này là đồn ngột, sau này con sẽ chú ý. Chuyện của Trương Hồng, phiền người đích thân đi một chuyến, chi phí con có thể trả. Chỉ ngưỡng mặt cũng không muốn sư phụ vì chuyện này mà chịu tổn thất. Ờ, bên đây ta thử lý xong thủ tục là có thể đi. Con nghỉ ngơi đi, nếu hắn đã đánh con rồi chúng ta khởi kiện ẩu đả không được quá dễ dàng trương văn huệ chính nghĩa nói trì ngữ mặc ngượng ngùng mí môi nếu là ẩu đả bình thường vào bệnh viện thì nhất định cô sẽ khởi kiện nhưng bây giờ cô là phụ nữ có thai một khi khởi kiện chuyện đứa con của cô sẽ bị phát hiện lôi đình lệ bây giờ bài trừ cô như vậy sợ cô làm loạn cô cũng không muốn lôi đình lệ biết cảm ơn sư phụ sư phụ vất vả rồi à sư phụ con cúp máy trước đây lát nữa bạn con đến tạm biệt trì ngưỡng mặc sợ sư phụ hỏi nhiều lập tức cướp máy cô gọi điện cho lâm miễu 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 tớ có chuyện nói với cậu cậu phải đồng ý với tớ trước sau khi nghe xong tin này không được chấn động không được tức giận không được làm gì cả có được không bí mà đã rốt cuộc là chuyện gì lâm miễu gấp gáp hỏi bây giờ tớ ở bệnh viện hôm nay lúc xử lý vụ kiện bị đánh bác sĩ nói tớ có thai rồi trì ngữ mặc nói con của lô đình lệ à lâm miễu giọng cao vài phần Ngoài ngày tớ chưa từng có ai khác, cậu bình tĩnh đi, trước tiên đến bệnh viện trước, có thể hai ngày nay phải phiền cậu một tí, tớ không muốn bị người khác biết. Trình ngữ mặt nhẹ giọng nói, bệnh viện nào, bây giờ tớ qua, tớ nhắn tin cho cậu. trì ngữ mặt nói xong, cúp máy, nhắn tên bệnh viện qua. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, mới qua 10 phút cảnh sát tới. Chào cô, trình ngữ mặc đúng không, tiện cho lời khai không? Cảnh sát giọng công việc nói, ai là như vậy tôi mới đến tiệm trà thiên ngữ liền bị ba người đánh một trận tôi không quen bọn họ gần đây cô có gây thủ án với ai không cảnh sát hỏi nếu bọn họ cố tình đánh tôi thì người biết tôi đến tiệm trà thiên ngữ chỉ có chu trí long bởi vì tôi hẹn anh ta có chuyện phải bàn trí ngữ mặc nói cô có số điện thoại của chu trí long không chúng tôi cần xác minh một chút cảnh sát nói ờ à, tôi tìm cho các anh trí ngữ mặc tìm số điện thoại của chu trí long đưa cho cảnh sát Tôi nhớ trước cửa tiệm trà thiên ngữ có một cái máy quay. Chúng tôi đã lấy dữ liệu từ máy quay, tìm được ba người đó rồi, sẽ liên lạc với cô sau. Cảm ơn đã hợp tác, cô nghỉ ngơi đi. Cảnh sát cũng không làm phiền cô nữa mà rời đi. Chỉ ngữ mặc lại nghỉ ngơi khoảng một giờ, Lâm Miễu gấp gáp chạy vào phòng bệnh. Cô ngồi trên ghế đầu giường lo lắng hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tình hình của cậu và Lô Đình Lệ là thế nào? Anh ta không phải đã có bạn gái rồi sao? Trước đó hình như có chút bất cẩn, có thai hay không vẫn đợi xét nghiệm máu mới biết được tôi nghĩ bây giờ chắc là có rồi trì ngữ mặc nói cậu đợi chút lâm miễu lửa giận hừng ngực đi ra ngoài 5 phút sau cô quay lại mặt cô phức tạp ngồi trên ghế đau lòng nhìn trì ngữ mặt. lúc nãy tớ hỏi bác sĩ trị chính rồi cậu chắc chắn đã có thai bây giờ tính như thế nào tìm tên đàn ông xấu xa kia lý luận sao miễu miễu cậu nghe tớ nói lát nữa tớ chuyển tiền vào tài khoản của cậu cậu giúp tớ thanh toán viện phí Ơ, ờ, sau đó thì sao? Đứa trẻ này, tớ không tính để. Trình ngữ mặc nói, cậu điên à? Ba đứa trẻ là ai chứ? Là Lô Đình Lệ đấy. Cậu có thể đi lên nhờ con, nói không chừng thành công trở thành vợ của Lô Đình Lệ, thành công đổi đời. Lâm Miễu kiến nghị, Nếu Miễu, cậu cảm thấy sau khi gả cho Lô Đình Lệ, tớ nhận được gì? Trình ngữ mặc thành thật hỏi, Vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết, bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng không có. Cậu kiếp trước chắc cứu cả vũ trụ rồi. Tiền đối với tớ chỉ cần đủ là được Tớ không cần người khác ngưỡng mộ Chỉ hy vọng cuộc sống sau này có thể chân thật và vui vẻ lôi đỉnh lệ không yêu tớ Có thể càng hận tớ Nếu tớ lấy con uy hiếp anh ấy Còn nữa đàn ông muốn một đứa con rất dễ Chỉ cần thoải mái một tí là có ngay Hiểu chưa Lâm miễu nhíu mày Cậu nói tên đàn ông xấu xa đó Không chỉ không tiếp nhận cậu Mà còn bắt cậu bỏ con sao Cũng có thể phụ nữ mang thai 10 tháng Còn vẫn chưa sinh ra Đã có tình cảm sâu đậm với con rồi đàn ông thì không vậy con của tớ nhất định phải được lớn lên trong điều kiện có tình thương của ba cho nên miễu miễu à cậu không cần phải làm gì cả không cần nói gì cả ở bên cạnh tớ là được rồi trì ngữ mặc dịu dàng nói cậu tính một mình gánh chịu sao dựa vào đâu lôi đình lệ thoải mái một lần cậu phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy lâm miễu không bình tĩnh nói mắt đỏ lên trì ngữ mặc ngược lại rất bình tĩnh cười vốn dĩ là lúc bắt đầu tớ là tâm không thiện trước tớ sợ bị phong giết tớ hưởng thụ lợi ích mà anh ấy mang lại bây giờ như vậy là vì tớ không bảo vệ tốt bản thân cũng có thể là trừng phạt ông trời dành cho tớ cô nghĩ đến tống nghị nam vẫn còn ở trong bệnh viện trong lòng áy náy cụp mắt xuống đây là tớ đáng phải chịu đều là tớ không tốt tớ không nên xúi dục cậu tớ không biết lô đình lại xấu xa như vậy tớ còn tưởng cậu tìm được chỗ dựa tốt lâm biểu xin lỗi nói không trách cậu chủ yếu là vấn đề của tớ thôi dù sao cũng không có chuyện lớn gì đợi 49 ngày sau tớ lại làm một hảo hán được rồi tớ đói quá xin làm phiền lâm lâm đại tiểu thư có thể làm gì cho tớ ăn không chỉ ngữ mặt cười híp mắt nói à được bây giờ tớ đi mua cho cậu cậu muốn ăn gì giọng lâm miễu nghẹn ngào cơm dưa leo tràn canh sườn heo còn có tương bi bim nữa Trì ngữ mặt cười hì hì biết rồi bây giờ tớ đi mua cậu đợi một lát lâm miễu lập tức rời đi cô càng nghĩ càng tức giận trong lòng không thoải mái khó vui vẻ Dựa vào đâu, tiệu mặc phải gánh chịu một mình, Lôi Đình Lệ thì vui vẻ bên người phụ nữ khác. Trước đó, luật sư của Lôi Đình Lệ tìm cô, cô có số điện thoại của luật sư, trực tiếp gọi điện qua đó, hung dữ nói. Tôi muốn nói chuyện với Lôi Tổng của các người, kêu anh ta đến nghe điện thoại. Giải quyết chuyện này là trách nhiệm của chúng tôi, cô tìm Lôi Tổng cũng vô dụng. Luật sư từ chối nói. Tôi muốn nói với Lôi Đình Lệ chuyện khác, chuyện liên quan đến bạn gái anh ta. Nếu anh ta không nghe điện thoại, sẽ hối hận cả đời. Anh cứ nói như vậy với anh ta, nếu anh ta thật sự hối hận cả đời sẽ trách anh ban đầu không chịu truyền tin cho anh ta lâm miễu tức giận nói trực tiếp cúp máy cô đến nhà hàng gần đó gọi món có một chuyện tại sao cô phải ra đây mua không phải có thể gọi đặt hàng sao quên đi cũng đến rồi lúc cô đợi một lúc lại xem điện thoại một lúc nữa lại xem điện thoại cô nghĩ nếu năm phút nữa Lô định lệ không gọi đến cô sẽ không nói gì nữa hết một phút hai phút ba phút Lô định lệ gọi đến Alo, Lôi Đình Lệ à? Lâm miễu tức giận nói lớn. Ừ, Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi hỏi anh, nếu Tiểu Mặc mang thai con anh, anh tính làm gì? Lâm miễu trực tiếp hỏi. Tôi bảo cô ấy có làm biện pháp phòng ngừa, cô ấy sẽ không mang thai. Lôi Đình Lệ chắc chắn nói. Thứ đó dễ vỡ, anh không biết sao? Lâm miễu cay độc nói. Lôi Đình Lệ dừng một chút. Cho nên trình ngữ mặc mang thai rồi sao? Lâm Miễu không nghe được cảm tình gì từ giọng nói của anh. Anh vui vẻ, hay tức giận, hay tuyệt tình, hay là chán ghét. Nghe không được cảm xúc, cô không biết anh đang suy nghĩ gì. Nếu mang thai rồi anh tính làm gì? Anh trả lời câu hỏi của tôi trước. Lâm Miễu hỏi. Lôi đỉnh lệ trầm mặc. Trước giờ, anh chưa từng nghĩ trì ngữ mặc sẽ mang thai, có con của anh, nhưng nếu có thì sao? Lôi đỉnh lệ im lặng một giây, Lâm Miễu thất vọng một giây. Anh không cần phải nghĩ nữa, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi muốn biết nếu tiểu mặc nhà tôi mang thai thì anh sẽ chịu trách nhiệm với tiểu mặc không tôi nhất định sẽ kêu tiểu mặc đến câu giận anh có con với anh cho nên cô ấy không mang thai sao lôi đình lệ không lạnh không nóng hỏi cô vẫn không nghe được sự thất vọng từ trong giọng nói của anh thở dài lôi đình lệ cho dù anh có phong giết tôi tôi cũng phải nói tiểu mặc nhà tôi là người con gái tốt ở trước mặt anh bao nhiêu người giàu theo đuổi cô ấy cũng không động tâm anh biết lúc nãy cô ấy nói gì với tôi không tôi kêu cô ấy lâm miễu dừng một chút Cô thay đổi một tí sự thật. Tôi kêu cô ấy câu giận anh, mang thai con anh. Cô ấy nói, thứ cô ấy muốn không phải là vinh hoa phú quý, chỉ cần hạnh phúc bình thường. Cho nên, anh mới nói chia tay cô ấy liền đồng ý. Nhưng tôi bất bình dùng cô ấy. Trong mắt tôi anh rất xấu xa. Phụ nữ chơi xong rồi bỏ, tôi khinh bỉ anh. Lâm Miễu nói xong, cúp điện thoại, tim đập thỉnh thịch. Lúc nói thì thoải mái, nói xong bắt đầu thấy sợ. Nếu Lô Đình Lệ phong giết cô lần nữa, cô nhất định sẽ chết rất thảm. Quan trọng là lần này cũng không ai có thể cứu cô. Quên đi, nói cũng nói rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chai trở, cô hy sinh vì trì ngữ mặc, rất đáng. Trong bệnh viện, trì ngữ mặc lại cảm thấy bụng hơi khó chịu. Cảm giác rơi xuống rất rõ ràng, cứ như có thứ gì đó sắp rớt ra vậy, cho nên cô đang cố gắng vật lộn với nó. Cô sờ bụng, cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này. Hy vọng con hiểu, mẹ không để con ra đời, là hy vọng con có một tương lai vui vẻ. Đi theo mẹ quá khổ, xin lỗi con Cô hít sâu một hơi Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân Không được kích động Mẹ của cô là một người phụ nữ bị người giao bỏ Sống còn khổ hơn cô Cô không muốn trên thế giới Lại có một đứa trẻ giống cô Không muốn khóc, cảm thấy trên mặt ươn ướt, nong nóng Dù sao, nuôi trong bụng 10 tháng Thì sẽ là một sinh mệnh nhỏ Con của người khác cô còn không nỡ làm hại Đừng nói là con của cô Cô lau nước mắt, điện thoại vang lên Cô thấy là Tống Nghị Nam cô đã đồng ý Tống Nghị Nam sau này không được không nhận điện thoại của anh dạo này bận không Tống Nghị Nam quan tâm hỏi ơ ờ, em còn chưa nghỉ việc mà nhận được một vụ là thuyết phục chủ nhà bán nhà vụ đó có rất nhiều vấn đề Trì Ngữ Mạc dịu dàng nói chủ nhà không chịu rời đi cho công trình phát triển địa ốc dễ dàng thuyết phục thì không gọi là đinh tử hộ rồi không cần quá áp lực dù sao cũng là vụ cuối cùng em làm cho công ty hiện tại Tống Nghị Nam an ủi nói Nghe giọng anh trong lòng có thêm mấy phần ấm áp Đợi em nghỉ việc xong qua thăm anh Không cần Em nghỉ việc sau còn phải đến công ty của sư phụ Một công ty mới Nhân viên mới đều rất bận Đợi anh xuất viện rồi anh qua tìm em Ngoài ra chuyện của Tần Dĩ Thuần em tính thế nào Tống Nghị Nam hỏi Em từng đồng ý với Phụng Như Ngọc Nếu bà ta chịu đưa Tần Dĩ Thuần ra nước ngoài Mãi mãi không về nữa Em sẽ đồng ý tha cho Tần Dĩ Thuần Nếu họ ra nước ngoài em sẽ rút đơn Em đã cho họ cơ hội rồi Trì ngữ mặt nói rõ ràng Ừ, dù em quyết định thế nào Anh cũng ủng hộ em Còn nhớ hồi nhỏ chúng ta cùng đi du lịch với nhau không Tống Nghị Nam vui vẻ hỏi Nhớ chứ, em lén lút theo anh ra ngoài Lúc về bị đánh đến gần chết Lúc đó em nghĩ, biết vậy em không về nữa Sớm biết em sẽ không về nữa Trì ngữ mặt cũng cười nói Sau này anh mua một căn biệt thự ở gần biển đó Lúc nào em rảnh chúng ta đi lần nữa Được Trì ngữ mặt nhanh chóng đồng ý có lẽ là kỷ niệm vui vẻ quá ít khiến khi vui vẻ cô không muốn quên nó than một hơi. Sao vậy? Không vui à? Tống Nghị Nam nghe ra được sự khác thường của cô ở bên kia. Tống Nam, dạo này thân thể của anh thế nào? Trì ngưỡng mặt chu đáo hỏi. Ừ, khá tốt. Bởi vì muốn gặp em sớm hơn cho nên rất hợp tác với bác sĩ. Bác sĩ nói anh cần cỡ hai tuần nữa để hồi phục và xuất viện. Có chuyện này em nghĩ nên nói với anh. Trì ngưỡng mặt nói, Tống Nghị Nam tốt với cô như vậy, cô không muốn giấu anh, cũng không muốn lừa dối, càng không muốn tổn thương. Nghị Nam, em đã từng có bạn trai và xảy ra quan hệ với anh ấy rồi, đã không sạch sẽ nữa. Trì Ngữ Mặc nói ra được rồi, Tống Nghị Nam bên đó im lặng, cô biết trong lòng anh không thoải mái, anh vì cô kiên trì không chạm tần Dĩ Thuần, mà cô ở mức độ nào đó đã phản bội tình cảm của bọn họ rất xin lỗi nhưng không thể không nói không muốn cho anh hy vọng sau đó sẽ rất thất vọng lâu sau đó tống nghị nam trầm giọng nói có mấy người bạn trai rồi một người xảy ra quan hệ mấy lần tống nghị nam truy hỏi cô biết anh quan tâm xin lỗi nếu anh không muốn liên lạc với em nữa cũng không sao em buông tay dễ vậy sao tống nghị nam tức giận hít thở nặng nề hoặc là vì cô bị bỏ quá nhiều lần rồi tự biết rồi so với việc đợi bị bỏ rơi cô nguyện ý buông tay trước khi bị bỏ rơi. Anh biết em mà. Anh không quan tâm. Tống Nghị Nam ngắt lời cô nói. Trong lòng chỉ ngữ mặc chấn động như là bị cái gì đó tấn công vậy, sóng gợn từng cơn, mắt cô cay cay, có xúc động muốn khóc. Là anh bỏ rơi em trước, em có quyền có bạn trai trong khoảng thời gian anh không ở đây. Còn về chuyện xảy ra quan hệ, anh cũng không phải là người cổ đại. Xã hội bây giờ, có bao nhiêu người phụ nữ chỉ yêu qua một người đàn ông. Anh hy vọng sau này anh có thể bảo vệ em, ít cho dù bắt anh chết anh cũng không phản bội em nhưng chuyện như vậy không đáng không phải sao anh tốt như vậy nên tìm người phụ nữ tốt đẹp hơn em có quá nhiều chuyện lung tung Trì ngưỡng mặt nói nước mắt không nhịn được chảy xuống cô chính là người như vậy có thể chịu được sự bắt nạt lừa dối tổn thương của người khác chỉ là không thể nhịn được khi người khác tốt với mình cô rất dễ bị cảm động đó là khuyết điểm trong tính cách nhưng vẫn may còn có lý trí và lương tâm Tới đây là kết thúc phần 16 bộ truyện Vợ yêu của Đại Tổng Tài. Nếu các bạn muốn nghe thêm những phần tiếp theo, đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh Top Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.